chương 41 Bắt đầu Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 41 Bắt đầu tật phong lung lay đại trướng màn che, chính như trong đại trướng chập chờn lửa trại, tại chúng tướng trên mặt dần hiện ra hoặc sáng hoặc tối quan mang. Mưa rào gõ mềm mại thổ địa, dường như trinh sát cái kia dồn dập giảng thuật, trong lòng mọi người nhiễu loạn lên tầng tầng chập trùng gần sống. Diêm Dung Văn người đã động viên năm vạn trở lên quân đội, Cụ thể số lượng không rõ. Quân đội bên trong có vương thất trực thuộc đồng phủ cấm vệ quân cùng đại lượng đồng mâu võ sĩ. Những thứ này quân đoàn trước mắt tập kết tại Le Hà Nam bờ Acambaro địa khu, đến tiếp sau yên nguyên có bộ đội đang đuổi tới. Hiện tại địch quân trinh sát đã che đậy Le hai bên bờ sông, không cách nào thăm dò chuẩn xác hơn địch tình. Tại Otopan vây thành đại doanh phụ cận, chúng ta phát hiện địch quân trinh sát hành tung dự tính Kim Dung Giang tập đoàn quân cách chúng ta doanh địa chỉ có một tuần nhiều hành quân cự ly. Đây là một cái tin tức kinh người, nhưng cũng không vượt quá trong doanh trại chúng tướng đoán trước. Cây bừa vụ xuân đã đi qua, Diêm Dung Giang nhân tự lại không còn động viên băng khoăn, tất nhiên sẽ xuất binh. Bọn hắn xuất binh mục tiêu, hoặc là thực lực mạnh mẽ Mexico đại quân, hoặc là thoi thóp ô nhân, hoặc là cùng có đủ cả, tùy thời đại biến trong doanh trướng đám người bắt đầu thấp giọng nghị luận. Ngày hôm nay tham dự nghị sự, đều là phục tùng quốc vương, đầy đủ trung thành trực thuộc quân đoàn tướng lĩnh, đồng thời không có tâm tư dao động, chủ trương rút lui thành ban quân đoàn trưởng nhóm. Vô luận nội tâm ý tưởng là cái gì, tất cả mọi người hội nghe theo quốc vương chỉ lệnh. Sô lót bó tay đứng tại đại trướng biên giới, dùng con mắt dư quan đánh giá trên bệ thần ngồi cao quốc vương đại trướng chính giữa ti dốc ngày hôm nay chỉ mặc một bộ nhẹ nhàng hoa phục, đầu đội đơn giản vũ quan, đồng thời không có hoa phí quá nhiều công phu, đi duy trì thần uy nghiêm. Cùng lần trước nghị sự so sánh, sắc mặt của hắn minh hiện tái nhật rất nhiều, biểu hiện ra giấc ngủ không tốt á khỏe mạnh trạng thái, đoán chừng là bị trận này trì hoãn lâu dài vây thành chiến thật sâu khốn nhiễu. Lúc này, trên gương mặt của hắn còn có không phù hợp khỏe mạnh ửng đỏ, cái này giống như là cảm xúc kích động cùng mất ngủ phiền não cộng đồng hiệu quả. Nghe xong trinh sát giảng thuật, ti dốc hít một hơi thật sâu, bình phục hạ cảm xúc, mới trầm giọng nói. Diêm dung giang nhân động tỉnh không rõ. Đại quân muốn phân ra một đầu quân yểm trợ, đi nam bộ Lê Man bờ sông Trú Phòng. Một là mượn nhờ dòng sông ngăn chặn Kim Dung Giang Nhân, hai là thông qua dòng sông cùng thủ đô thành lập liên hệ, ngoài định mức mở đường một đầu vận lương thông đạo các ngươi cảm thấy người nào tương đối phù hợp. Nói xong, ti dốc yên nguyên ánh mắt sắc bén đảo qua ở đây mỗi một cái quan chỉ huy, cẩn thận quan sát đến chúng tướng biểu tình. Ca sang ngẩng cao lên đầu, bước nhanh đến phía trước. Hắn tự tin biểu tình dưới là đối thắng lợi cường liệt khát vọng. Thỉnh cho ta hai vạn võ sĩ, ta nhất định có thể đem chim dung dăng nhân nhất cử đánh bại. Ti dốc không nói gì, chỉ là bất động thanh sắc gật gật đầu. Đón lấy, ánh mắt của hắn nhìn về phía A Huyết. A Huyết nghiêm nghị điểm đầu. Diêm Dung Giang Nhân là chúng ta kinh địch, không cầu đánh bại, chỉ cần đem bọn hắn ngăn chặn liền tốt. Lần này xuôi nam, không riêng muốn có võ sĩ, còn muốn có dân binh phụ trách kiến trúc thành trại cứ điểm. Tổng chỉ huy quan Tô Tét am hiểu dụng binh, đối với thế cục nắm chắc cũng cực kỳ tinh chuẩn, là người chọn lựa thích hợp nhất. Quốc vương quan sát đến A Huyết biểu tình, chỉ thấy chân thực thành khẩn hắn khẽ gật đầu, cuối cùng nhìn về phía Tô Tét. Tổng chỉ huy quan, ngươi thấy thế nào? Tô Tét trầm tư một chút, tự nói khẳng định đến. Ta đề cử A Huyết. Ta có thể đối phó Kim Dung Giang Nhân, nhưng ô tô pan vây thành quan trọng hơn. A Huyết hai năm trước cùng Kim Dung Giang Nhân đánh trận, kết quả lẫn nhau có thắng bại, hắn đối Kim Dung Giang Nhân chiến thuật hiểu rất rõ. Đồng thời, chi này quân yểm trợ mục đích là dặn có cùng phòng thủ, cũng không phải tiến công, A huyết phòng thủ luôn luôn làm được rất tốt. Cho nên hắn thích hợp hơn. Ti dốc trầm ngâm chốc lát, dùng ngón tay nhẹ nhàng đập vương tọa mặt đá. Sau đó, hắn lại lần nữa nhìn chăm chú A huyết mấy giây, rốt cuộc gật đầu một cái. A huyết, ngươi chính là nam lộ quân yểm trợ quan chỉ huy. Ti dốc ánh mắt từ đầu đến cuối tại đệ đệ trên mặt. Đại quân hiện tại có gần hai vạn trực thuộc võ sĩ, hai vạn bốn ngàn thành bang võ sĩ lần này xuôi nam, ta chỉ có thể cho ngươi một vạn năm ngàn. Ti dốc ánh mắt biến lăng lệ. Bất kể Kim Dung Giang quân đội có bao nhiêu, ngươi muốn giữ vững Le Man sông bờ bắc, không thể thả bọn hắn qua sông, thẳng đến ô tô pan thành bị chiếm đóng. Tính sử đã hướng thủ đô đưa tin, tân quân đoàn ngay tại động viên. Chỉ cần giữ vững một tháng, ngươi liền sẽ có liên tục không ngừng viện quân. A à huyết nghiêm túc cúi đầu. Tuân theo ý chí của ngài. Ta quốc vương. Ngay sau đó, hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía ti dốc, chân thành nói. Một vạn năm ngàn võ sĩ đã là ta thống soái năng lực hạng mức cao nhất, cũng đủ để chống cự lại Kim dung gian nhân. Bất quá, lần này xuôi nam có thể sẽ rất gian nan, ta muốn một vạn trực thuộc quân đoàn võ sĩ, còn có một ngàn Yagua chiến đoàn xem như hạch tâm. Bọn hắn có cao hơn phục tùng độ, có thể kiên trì càng lâu thời gian. Ti dốc có chút chần chờ nếu như vậy, bên cạnh hắn tự chỉ còn lại không tới một vạn trực thuộc võ sĩ, một ngàn trực thuộc hùng ưng chiến đoàn, còn có 500 đoạn phát cấm vệ. Những thứ này tuyệt đối trung thành hạch tâm lực lượng tự hạ thấp một vạn tả hữu. Quốc vương nhìn về phía hắn tin cậy nhất tổng chỉ huy quan. Tô Tét điểm đầu xác nhận. Đây là chính xác chiến thuật lựa chọn. Tiền tuyến thủ vững vẫn là phải dựa vào trực thuộc hạch tâm, thành ban quân đoàn nguyện ý thừa nhận thương vong tỷ lệ thì nhỏ hơn nhiều đại doanh còn lại một vạn trực thuộc cũng đầy đủ chỉ huy hai vạn thành ban võ sĩ tiến hành vây thành thần học gia quốc vương vì vậy điểm đầu a à huyết, ta sẽ cho ngươi một vạn trực thuộc võ sĩ ngươi còn có cái gì yêu cầu sao a à huyết nghiêm túc suy tư chốc lát ta cần thiết một vạn năm ngàn trực thuộc dân binh bọn hắn đem dùng tới kiến trúc đồng thời trú đóng doanh trại cuối cùng ta còn muốn thủ đô thuyền bộ đội quyền chỉ huy hạng từ đó thành lập trên nước vận lương tuyến đường quốc vương nhìn thật sâu a à Huyết một cái cuối cùng uy nghiêm đồng ý những thứ này đều hứa hẹn ngươi nhớ kỹ tử thủ Lê man sông không cho phép ngươi thả chim dung giang nhân tới nếu như chim dung giang nhân không đến tiến công không cho phép ngươi chủ động qua sông đi tập kích cuối cùng không có ta mệnh lệnh không cho phép ngươi rút lui A huyết vì vậy thật sâu cúi đầu xuống hành lễ, biến mất nét mặt của mình, chỉ làm cho quốc vương trông thấy hắn triệt để phục tùng. Thương nghị song trọng yếu nhất nam lộ quân vấn đề, tiếp xuống hội nghị tự tiến hành nhẹ nhõm mà nhanh chóng. Trong khoảng thời gian này, đại quân hậu cần tuyến một lần chịu đến ô tô mi võ sĩ tiểu đội cùng tôn tét phản dân tập kích. Ô tô mi nhân có thành trì xem như dựa vào, tôn tét phản dân nhưng không có. Tô tét vì vậy phái ra đại lượng trinh sát, tại nơi núi rừng sâu xa tìm được mười mấy tôn tết nhân tụ tập thôn xóm. Tiếp lấy hắn phái ra hai trăm đoàn phát cấm vệ cùng tám trăm thâm niên võ sĩ, tìm nhập tỉnh Mịch Sơn Lâm. Những thứ này tinh nhuệ nhất chiến đoàn võ sĩ lạnh khốc xóa đi hết thảy nhìn thấy tôn tết nhân. Đoạn phát cấm vệ đơn binh chiến đấu lực còn tại Jaguar võ sĩ phía trên, cơ hồ không có phản dân có thể đào thoát. Hiện tại hậu cần tuyến lại lần nữa khôi phục như thường. Lương thực bổ cấp duy nhất địch nhân, chính là đạp gió vũ lôi, ẩm ướt liên miên mùa mưa. Nghị sự rất nhanh kết thúc. Ở giữa, ti dốc quốc vương không có dư thừa tinh lực thả trên người xô lót, thậm chí không có hỏi thăm thiếu niên trước đó bị tập kích. Hắn chỉ là dặn dò một câu. Người muốn tiếp tục nghiên cứu máy ném đá. Tự cùng Tô Tết lại lần nữa trao đổi lên sự vật khác an bài. Đại quân rất nhanh chỉnh bị biên tổ. Hai ngày không đến, quân đội tự phân chia hoàn tất vì vậy, tại một cái mưa dầm sáng sớm, a à huyết người mặc tiên diễm thái dương thạch phi phong, sau lưng cột gần cao 3 mét trầm trọng lưng kỳ, khuôn mặt kiên nghị xuất lĩnh ba vạn đại quân xuất phát. không có ngựa, không có xe ngựa, các cấp quan chỉ huy chỉ có thể bộ hành, dùng cao cao lưng kỳ tiêu chí thân phận. a à huyết lưng kỳ là một cái trường mộc giá nâng lên cự đại màu vàng dù đắp, bắt mắt dù che lên là đồng dạng chói mắt lục sắc vũ mau đây là quân đội quan chỉ huy tối cao tiêu chí bảo đảm để tất cả binh sĩ liếc qua thấy ngay ở thời đại này tố chất thân thể không mạnh là không làm được quan chỉ huy lúc này a Huyết lộ ra có chút hăng hái rời đi vây thành đại doanh sau đó hắn đón mưa phụng khẽ vuốt nghe vũ yến hoang minh cười đối xô lót nói bắp ngô đã mầm non mùa mưa rốt cuộc bắt đầu tại quan chỉ huy tối cao sau lưng vây quanh một ngàn tinh nhuệ jaguar chiến đoàn cái này vẫn là đại quân hạch tâm. Yagua cùng Hùng ưng đều là cầm thuẫn cao cấp chiến đoàn, Trung Châu Mỹ hổ thiên hướng về linh hoạt tiến công đột kích, mà Hùng ưng càng khuynh hướng trọng thuẫn phòng ngự trận chiến. Đoạn phát cấm vệ số lượng thư thất, có càng đột xuất đơn binh võ nghệ, cùng đối quốc vương tuyệt đối trung thành. Một vạn trực thuộc võ sĩ sĩ khí dân cao, bọn hắn là quân đội khung xương. Mười cái trực thuộc võ sĩ doanh chia thành trước sau, dẫn lĩnh sĩ khí phổ thông 5.000 thành bang võ sĩ, cũng duy trì lấy lưng đeo lương thực một vạn 5.000 dân binh. Ba vạn người cứ như vậy tại mưa phùng rã trích bên trong xuyên toa. Đại quân đạp lên trong rừng tùng nhuyễn thổ nhưỡng, dọc theo dần dần biến trì hoãn thế núi, hành quân một tuần thời gian, cuối cùng đã tới leman bờ sông. Solot leo lên một cái gò cao, nhìn về phía sông lớn hai bên bờ. Dưới chân là chập trùng đồi núi cùng cây cối, bờ bên kia thì là giao thoa dốc thoải cùng đồng ruộng, lờ mờ có thể gặp đến chim dung dăng nhân trinh sát. Bờ sông hai phía là tương đối bằng phẳng bãi buồn, hướng đông tây kéo dài vô hạn. Hắn đầu tiên là hướng tây phương ngóng nhìn, rộng mấy chục thước trường hà dậy sóng hướng tây, đi qua chim dung dăng nhân phương tây biên giới Chapala Hồ, lại uống lượng chảy vào xa xôi Thái Bình Dương. Sau đó, hắn hướng đông nhìn ra xa. Ở chỗ này đi ngược dòng nước, hành xử thuyền độc mộc, chỉ cần 10 ngày, liền có thể đến Mexico Tây Bộ Thành Bang, sau đó là phùng thịnh Mexico thung lũng, cho đến vĩ đại trong hồ Đô Thành. Thuyền độc mộc cùng thuyền nhỏ vẫn là quá chậm, ngược dòng hướng lên mỗi ngày bất quá hơn 20 cây số. Nếu có thiên triều xe thuyền, câu thông đồ vật cũng chỉ cần mấy ngày thời gian. Xô lót xuất thần nghĩ đến. Thế nhưng là tạo thuyền kỹ thuật rất khó khăn, không phải một người có thể trống rỗng nghĩ ra. Lê Man Sông, đầu này 750 cây số trường hạ, từ Mexico cao nguyên trung tâm khởi nguyên, liên tiếp đế quốc thủ đô Ba Thành, Tây Bộ Mexica Chư Thành, Otomi Thành Ban Quần, Jin Dung Giang Thành Ban Quần, thẳng vào phía Tây Nhất Thái Bình Dương. Đây thật là một đầu trung châu Mỹ đế quốc hạch tâm thủy đạo. Xô lót tháng đến, kênh đào là cổ điển đế quốc mệnh mạch, kênh đào xung quanh chính là hữu hiệu thống trị khu vực hạch tâm. Suy nghĩ của thiếu niên dường như xuyên qua thời không, đến cái kia xa xôi phồn thịnh tương lai. Phía bắc sang Yuan sông, trung gian Lê Man sông, phía nam Ban Sát sông, chính là đế quốc tương lai Hoàng Hà, Trường Giang cùng Châu Giang. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 42 Thần ưng cùng cây xương rồng Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 42 Thần ưng cùng cây xương rồng, tốt một con sông lớn A. Solot đứng trên gò núi, nhìn xem Le Mang sông, kìm lòng không được cảm khái. Xác thực, thật sự là tốt một con sông lớn A. À? A Huyết cũng đứng ở bên cạnh, cổng lên chỉ huy kỳ dựng đứng lên. Hắn nhìn xem sông lớn khởi nguyên phương đông, nhìn về phía Di Lót Tét thành vị trí phía đông bắc, cuối cùng nhìn một chút quốc vương đại doanh phương bắc, từ đáy lòng than thở. Solot, ngươi biết con sông này tốt chỗ nào sao? A Huyết cười. Sông tốt chỗ nào? khẳng định là dọc theo sông hành quân nhanh vận lương phương tiện chứ sao thông minh thiếu niên tưởng tượng tự minh bạch đúng hơn nữa vị trí này nhất là tốt a à, huyết điểm đầu đồng ý ngươi biết từ nơi này đến di lót ngoài thành mexico đại doanh phải bao lâu sao ta lại không giống ngươi ở chỗ này đánh trận chỗ nào có thể biết cụ thể địa hình thiếu niên lắc đầu từ nơi này đến di lót ngoài thành đại doanh chỉ cần 11 ngày Bảy ngày đường thủy hướng đông, tiếp đó 4 ngày đường bộ chuyển hướng đông bắc. Ngươi nói, từ Di Lóc đến Ô Pan chúng ta đi bao lâu? À, cái kia đoạn Sơn Lâm A, có chừng 16 ngày. Thiếu niên nhớ tới giữa rừng núi chật vật bôn ba. Đúng vậy A, à, nếu như không có địch nhân quấy nhiễu, là 16 ngày. Từ nơi này đi ít nhất nhanh hơn 5 ngày. A à, huyết có chút hưng phấn lên, ngươi còn nhớ, từ Di Lóc đến Ô Pan, Đại quân một đường thiết hạ mấy cái trong núi Doanh Địa dùng tới Vận Lương. Bốn cái, đại khái mỗi cái khoảng cách ba ngày dáng vẽ. Chính là như vậy. Từ nơi này, đến Di Lóc Thét Đại Doanh bên ngoài gần nhất trong núi Doanh Địa, chỉ cần chín ngày. Trong đó sáu ngày là đường thủy, ba ngày là đường bộ. Nơi đó cũng là ô pan Đại Doanh đến Di Lóc Thét Đại Doanh phải qua đường. A huyết cười vỗ vỗ sau lưng chỉ huy kỳ, trên đỉnh đầu ô lớn liền một trận lắc lư. Từ Vây Thành Đại Doanh tới đó ít nhất phải 13 ngày. Chỉ là nhanh hơn 4 ngày mà thôi, A à Huyết ngươi hưng phấn cái gì a? À? Thiếu niên im lặng nhìn thoáng qua A à Huyết, tiếp lấy tự chú ý tới cái kia trọn vẹn cao 3 mét, còn tại lay động cờ xí, cảm thấy sau lưng một trận đau đớn ê ẩm. Cái đồ chơi này chỉ so với cao 4 mét Quốc Vương tổng chỉ huy kỳ nhỏ hơn một chút, nhưng tổng chỉ huy kỳ một mực đặt ở Quốc Vương kiệu bên trên, lại không cần tự mình cổng. Nhanh hơn 4 ngày Ơn, hiện tại xác thực vô dụng, nhưng ý vị này chúng ta nắm giữ quyền chủ động. Hùng ưng luôn là phải ngồi phong, mới có thể bay đầy đủ nhanh, tới bắt lấy lao vùng vụt thỏ rừng. Điều kiện tiên quyết là người muốn trước nhìn đến thỏ rừng mới được. Solot đã sớm đoán được thứ gì, hắn cũng có được bay lượng giả tâm, nhưng tất cả những thứ này đều chỉ có thế thuận thế mà làm. Cho nên, chúng ta bây giờ ngay ở chỗ này ở lại. Ahuit ha ha vui lên tự như ngươi đã nói trông coi cọc gỗ chờ đợi con thỏ đụng vào cọc gỗ tốt thủ con sông này cũng không quá tốt thủ thiếu niên nhìn xem bên kia bờ sông chim dung giăng tuần tra tiểu đội trong tay bọn họ cầm lấp lóe hàng quan đồng mâu chính cách dòng sông xa xa cùng mexico đại quân đối mặt lại sau này mấy cái trinh sát chính phi tóc chạy nhanh hướng phía sau báo tin không phải còn có cái này chỉ huy kỳ nha để không hai năm ta à, rốt cuộc lại cổng lên nó. A à, huyết cười, lại vỗ vỗ cao lớn cờ xí. Quá trình này tự hồ cho hắn một loại đặc biệt niềm vui thú. Vác một cái lá cờ vui vẻ như vậy sao? Cái này tán kỳ nhìn xem tựu rất nặng. Ngươi một mực cổng đi, chẳng lẽ không cảm thấy được mệt mỏi? Solot có chút ân cần hỏi hang, nghĩ một lát, biến thành người khác tới giúp ngươi lưng đi. Đây chính là ba vạn người tối cao quyền chỉ huy. Thiên thần ban cho quyền lực, làm sao có thể giao cho người khác đâu? A à huyết cười mỉm mà nói, sau đó giọng nói vừa chuyển, không bằng dạng này, người tới giúp ta lưng A. À. Thiếu niên vội vàng khoát khoát tay, nặng như vậy, hắn lại không phải người ngu. Ngươi mới vừa rồi còn nói đây là quyền lực, sao có thể tùy tiện giao cho người khác? Giao cho người khác đương nhiên không được. Bất quá, xô so lót ngươi nha. Đối diện hảo hữu cười ha ha một tiếng, giao cho ngươi ta ngược lại thật ra còn có thể tiếp nhận được rồi a à, đừng nghĩ gạt ta giúp đỡ cái đồ chơi này lão chim. cơ trí thiếu niên sớm đã thấy rõ hảo hữu mưu kế ta hay là đứa bé ngươi hãy bỏ qua ta đi a à huyết liền vui vẻ cười to hắn cười trêu ghẹo đến hiện tại ngươi còn nhỏ không biết cái này lá cờ chỗ tốt chờ ngươi trưởng thành liền sẽ ý tưởng nghĩ cách đi cổng nó nhẹ còn không vui muốn đổi cái càng nặng càng nặng càng tốt, mệt chết đều không để xuống. Xô lót nhết miệng. Ta muốn làm quyền lực chủ nhân, mới không làm quyền lực nô lệ. Chủ nhân. Nô lệ. A à huyết tinh tế phẩm một hồi, mới nói. Cái thí dụ này không tệ. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao làm chủ nhân? Làm chủ nhân. Ngô. Thiếu niên nghĩ nghĩ, con mắt chuyển động. Có lẽ là khắc chế dục vọng của mình. A Huyết bị lập tức chọc cười. Hắn vỗ vỗ xô lót đầu, cười nói. Ngươi là chủ nhân, ngươi tại sao muốn khắc chế dục vọng của mình? Làm chủ nhân, ngươi chỉ cần học được một sự kiện. Như thế nào đi chi phối nô lệ của ngươi, như thế nào đi sử dụng quyền lực của ngươi? A Huyết lại lần nữa dùng cổ lão giai cấp thống trị tư tưởng cấp thiếu niên tẩy não. Nói một cách khác, ngươi muốn suy nghĩ, phải dùng quyền lực của mình đi làm cái gì? vậy còn ngươi, muốn dùng quyền lực của mình làm cái gì? Thiếu niên hỏi ngược lại. Ta phải dùng hiện tại quyền lực trong tay. A à huyết lại vỗ vỗ quan chỉ huy cờ xí, đi bắt một đầu lớn nhất nhanh nhất con thỏ. Từ đó thu hoạch được càng nhiều quyền lực. Từ sau lúc đó đâu? Từ sau lúc đó? Thần ưng sẽ bay lên trời không? Thần tầm mắt đi tới địa phương, liền đều là thần bãi săn, cũng cuối cùng rồi sẽ trở thành thần quốc độ. A huyết nhẹ nhàng ngâm tụng một câu tế thần cầu khẩn văn. Ta muốn làm thần ưng, đi chinh phục toàn bộ thế giới. Ngươi đây. Cây xương rồng hội thâm nhập đại địa, thần có khả năng chạm đến địa phương, liền bị căng nối liền thành một thể, cũng bởi vậy trở thành người quê hương. Xô lót đi theo đọc lên câu tiếp theo cầu khẩn văn. Ta đây chính là cây xương rồng, đi ngừng kết một cái đế quốc. Tiếp đó, thần ưng rơi vào cây xương rồng phía trên thần tựu đối Mexica người hứa hẹn. Bắp ngô cùng lọc vùng quê, trời cùng đất bao trùm biên giới, đều chính là thuộc về tương lai của các ngươi. Hai người tiếp lấy cộng đồng ngâm tụng, thanh âm dần dần cao xa, thẳng nổi lên trời cao, lại bay xuống đại địa, như là hiến cho thần minh lời thề. Nóng bỏng cảm xúc dung nhập tại trong thanh âm, cũng khuấy động tại trong lòng hai người. Bọn hắn liền song song mà đứng, nhìn về phía viễn phương. Qua thật lâu, A huýt mới nhẹ nhàng cười một tiếng. Bắp ngô mới vừa vặn nảy mầm, tự thảo luận làm sao ăn, tự hồ nghĩ tới có chút quá xa. Xô lót cũng gật gật đầu. Vậy liền đem cọc đánh trước tốt, vạn nhất con thỏ sẽ đến đâu? Thiếu niên cùng hảo hữu nhìn nhau cười to. A huýt ngay sau đó sử dụng quan chỉ huy quyền lực, đem Lê Man Hà bắt bờ biến thành một mảnh đại công địa. Hắn trước tuyển định năm cái bờ sông gò núi cao địa, phân biệt thiết hạ năm cái tuyến đầu doanh trại. Doanh trại vị trí dựa vào thế núi, sửa nhỏ mà kiên cố, giữa lẫn nhau cách vài dặm. Từ đó khống chế lại thích hợp qua sông toàn bộ khu vực. Những thứ này doanh trại tự như cái đinh, cho dù chiên dung dân người từ đằng xa qua sông, cũng sẽ bị cái đinh uy hiếp đường lui. Tại mỗi cái doanh trại bên trong, A à Huyết để lên 3.000 dân binh, 1.000 thành bang võ sĩ xem như chiến lược cơ sở, 100 trực thuộc võ sĩ, Mười cái quân công quý tộc Jaguar xem như chỉ huy tầng cấp. Nhiệm vụ của bọn hắn không phải tiến công, mà là yêu cầu giữ vững doanh trại ít nhất 5 ngày. Dựa vào kiên cố doanh trại, quân đội sĩ khí đến được duy trì. Chiếm cứ địa lợi, một cái dân binh có thể đạt tới nửa cái võ sĩ chiến đấu lực. Sau đó, tại cùng doanh trại nhóm cự ly một ngày vị trí bên trên, A Huyết lại xây dựng một tòa đại doanh. Hắn đem một vạn chân chính tinh nhuệ để ở chỗ này nghỉ ngơi dưỡng sức, tránh đi địch nhân ánh mắt, tùy thời chuẩn bị nửa độ mà kích. Đây là giả chiến chủ lực, duy trì lựa chọn quyền chủ động, tìm tới nhập thích hợp chiến trường. Solot Tân xây dựng trường cung vệ đội cũng tại trong doanh trại. Đồng thời, A à Huyết sớm đã điều động sứ giả dọc theo sông mà lên, cùng thủ đô đội tàu thành lập liên hệ. Một bên tranh thủ lương thực và viện quân, một bên yêu cầu hữu hiệu trên nước can thiệp lực lượng. Tại túc sát võ bị bên trong thời gian trôi qua rất nhanh hai tuần nhóm đầu tiên mexico thuyền rốt cuộc mang theo lương thực tiếp tế như là nho nhỏ bầy kiến từ thượng du thủ đô đuổi tới mà chiêm dung văn người cũng rốt cuộc tập kết hoàn tất tám vạn đại quân trùng trùng điệp điệp mà đến tại Lê mang hà nam bờ đâm xuống liên miên và dặm đại doanh mà tại đối diện bọn họ là mexico người thành trại thuyền cùng võ sĩ một đạo sơn hà tương liên phòng tuyến bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 43 Thiên Hạ Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 43 Thiên Hạ mưa phùng luôn là không biết mệt mỏi chảy xuống, tại cơn mưa tháng 6 quý. Hạt mưa rơi vào lê man sông rộng lớn trên mặt sông, điểm lên từng tầng từng tầng gần sóng. Gió mát thổi lất phất đồng ruộng mầm non, bắp ngô mầm non ngay tại hân hoang trường cao mà tại bắp ngô phía dưới là vừa vặn manh nha đậu ván cùng bí đỏ solot đứng tại sơn trại trên khán đài cùng a huýt nhét chung một chỗ nhìn về phía trường hà bờ bên kia hồ nước cùng doanh địa diêm dung dân nhân đội tuần tra ngay tại bên bờ sông đội mưa tuần tra bên này Mexica quân đội cũng giống vậy ta rốt cuộc biết cái này lá cờ chỗ tốt tối thiểu nó có thể che mưa solot đưa tay đỡ hạ a -huyết cổng lên chỉ huy kỳ để kỳ đỉnh tán đắp đem hai người chặn tốt. Người mới vừa nói cái này doanh trại là trọng yếu nhất. Đúng. A à huyết quan chỉ huy nghiêm túc quan sát đến xa xa chim dung văn đại doanh. Người thấy cái này hồ không có. Đây chính là Cutijo hồ, nó cực bắc cùng Lê Man hồ tương liên, tiếp đó một mực hướng tây kéo dài đến chim dung văn nhân đất liền. Từ Cutijo hồ nhất tây nam đầu lên bờ, chỉ cần thời gian một tuần, liền có thể đến chim dung văn hạch tâm nội địa, vị tại Pakuka thung lũng Pakuka hồ khu. Pakuka. Solot lặp lại niệm hai lần cái từ này, phản ứng lại. Purecha nhân. Thông minh. A -huyết mỉm cười, diên Dung văn người xưng hô chính mình thời điểm cũng không kêu Jin Dung văn nhân, mà gọi là chính mình Purecha nhân. Bọn hắn lấy nhất phùng thịnh đô thành vị trí, tộc đàn hưng khởi trung tâm, Pakuka thung lũng mệnh danh chính mình. Trên thực tế, mấy trăm năm trước, bọn hắn bất quá là chi chim khuyển duệ bên trong xuôi nam một chi. Thì ra là thế. Chính như chúng ta hưng khởi tại Mexica thung lũng, liền gọi mình Mexica nhân, hoặc là Tenocha nhân. Mà ngoại tộc sẽ nói chúng ta là AZ nhân, đến từ xa xôi Ác Lan. Nói như vậy, tổ tiên của chúng ta cũng là chi chim khuyển duệ xuôi nam một chi. Thông minh thiếu niên suy một tra ba. Đây cũng không phải là một cái tế tự lời nên nói. A huyết cười ha ha một tiếng, đương thủ hộ thần hứa hẹn chúng ta thời điểm, tên của chúng ta liền không còn là A nhân, mà là Mexica nhân, nắm giữ chinh phục thiên hạ thiên mệnh. Mexica nhân thiên hạ, chính là Trung Châu Mỹ đại Mexico địa khu. Solot cũng đồng ý cười một tiếng, đổi cái càng quan trọng hơn chủ đề. Jim Dung Văn Nhân là chúng ta đối thủ lớn nhất, như vậy bọn hắn đến cùng có bao nhiêu người? Có thể động viên nhiều ít quân đội. A huyết trầm tư, ngón tay trên không trung tô tô vẽ vẽ, một hồi lâu mới trả lời. Bắt đến Leman bờ sông, nằm đến ban sát hai bên bờ sông, đồng tiếp Mexica chưa thành bang, tây đến Chapala hồ xung quanh, chính là Dinh Dung thành bang liên minh có lãnh thổ. Mi quát đại khu Dinh Dung liên minh khống chế nhân khẩu vượt qua 160 vạn. Mi quát Ngư dân chi địa Đúng Jin Jun Giang Nhân khống chế 8 bang lãnh thổ. Pakuka Hồ Khu 3 bang ước chừng 800.000 người, hạch tâm là Jin Jun Giang, Ivasio cùng Pakuka 3 Thành. Trong đó lấy Jin Jun Giang thành quy mô lớn nhất, thành thị nhân khẩu khoảng chừng 5 vạn người. Mà Jin Jun Giang Nhân Tây Bộ, Chapala Hồ Khu 2 bang, ước chừng có 600.000 người. Bất quá cái này hai bang ly Jin Jun Giang xa xôi, Jin Jun Giang quốc vương cũng không thể hữu hiệu khống chế phiến khu vực này còn lại 200.000 người tắc thì phân bố tại hồ khu Giang Ba Bang. Nói tóm lại, nhân khẩu luôn là tụ tập tại hồ nước phụ cận, bởi vì chỉ có hồ nước mới có thể kiến thiết cao sản chi nam. Ở thời đại này, bang là một loại mơ hồ khu vực phân chia. Nó có thể là một cái thành bang thêm vào phụ thuộc thôn trang, có thể là một cái tộc đàn tụ tập khu khối, cũng có thể là một mảnh địa hình chia cắt mảnh nhỏ. Solot đem nó coi là hoa hạ khái niệm bên trong huyện. Chin Dung Giang Liên Minh khống chế có 8 cái huyện, thủ đô vị trí huyện là Chin Dung Giang Bang. 160 vạn người Chin Dung Giang Liên Minh, đoán chừng hết thảy có 5 vạn võ sĩ, 2 vạn 5 ngàn đến từ Pakuka Hồ Khu là quốc vương có thể khống chế trực thuộc. Mặt khác 2 vạn võ sĩ thuộc về tự trị mức độ rất cao Chapala Hồ Khu. Còn lại 5 ngàn tắc thì thuộc về trong hồ Ba Bang. A huyết tiếp tục tính toán. 160 vạn người có 5 vạn võ sĩ, vậy chính là nói mỗi 32 cá nhân ra một cái võ sĩ. Solot suy nghĩ một chút. A à, Huyết cân nhắc chốc lát, gật gật đầu. Nói tóm lại, không sai biệt lắm là cái tỷ lệ này. Tại các bộ tộc thủ đô hạch tâm, cung cấp nuôi dưỡng võ sĩ tỷ lệ cao hơn nữa, tại cái khác khu vực, võ sĩ tỷ lệ tắt thì hơi thấp. Solot biểu thị hiểu rõ các bộ tộc thủ đô luôn là có nhiều hơn vật tư, tài phú cùng nhân khẩu, tới chống đỡ mạnh hơn vũ lực, duy trì đối những cái khác liên minh thành bang áp chế. Đơn giản tới nói, cường giả là vua, vương là mạnh nhất. Cái kia chim dung dăng có bao nhiêu dân binh? Thiếu niên lại hỏi. Dân binh số lượng rất khó nói, muốn nhìn ngày mùa vẫn là nông nhàn, còn phải xem bộ tộc thống trị cường độ. Khẩn cấp động viên thời điểm càng là cực đoan. A huyết nghĩ nghĩ, nói tóm lại, các bộ tộc lương thực có thể hết sức chống đỡ lấy gấp hai tại võ sĩ dân binh. Vượt qua gấp hai liền sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng các ban lương thực tồn trữ cùng sinh sản, tiếp xuống tất nhiên sẽ có nạn đói. Nói xong, A Huyết có ý riêng nhìn một chút phương Bắc pan thành. lót hội ý gật gật đầu, khẽ thở dài một cái. Lúc này Trung Châu Mỹ các bộ tộc cùng Nhật Bản thời kỳ chiến quốc đại danh nhóm có chút tương tự chỉ có tương đối giàu có thành bang võ sĩ cùng phi thường nghèo khó thôn trang dân binh, cộng đồng gây dựng võ sĩ cùng nông binh cấp hai quân sự thể chế. Cùng thiên triều bất đồng, nơi đây không có phát đạt tiểu trung nông giai cấp. Trung nông tại kinh tế và trong chính trị mới vừa vặn manh nha, có thể cung cấp lương gia tử hoặc là phủ binh số lượng rất ít. Diêm Dung Giang Liên Minh, 8 bang, 160 vạn người, 5 vạn võ sĩ, 2 vạn 5 ngàn trực thuộc, 10 vạn dân binh. Đây là xô lót lần thứ nhất, đối một bộ tộc cụ thể lực lượng quân sự, có minh xác nhận biết. Rất tự nhiên, hắn có một cái quan tâm hơn vấn đề. Chúng ta Mexico liên minh có bao nhiêu người? Nhiều ít võ sĩ. A huyết tự tin cười một tiếng. Không tính những cái kia phụ thuộc, vĩ đại Mexico liên minh thực tế khống chế có 11 cái bang. Hạch tâm nhất là Mexico thung lũng Texcoco hồ khu, toàn bộ hồ khu có bốn cái phùng vinh đại bang, ước chừng 150 vạn người. Thủ đô vị trí Mexico ban vượt qua hơn 50 vạn. Mà Mexico thủ đô, trong hồ chi thành Tenochtitlan, tắc thì có cử thế vô song 25 vạn người. Nó là Mexico nhân tổ địa, trong hồ thánh sở, đá trắng cự thành, cũng là thiên hạ trung tâm. Không còn thành thị có thể cùng nó so sánh. Bất tri bất giác, a à huyết thanh âm bên trong mang tới thần thánh ngâm tụng. Solot cũng ước mơ điểm đầu. Lúc này Tenochtitlan là trung châu Mỹ kỳ tích chi thành, cũng là toàn bộ châu Mỹ hoành vĩ nhất thành thị. Mà không phải cái kia phiến hắn ở đời sau nhìn thấy, biến mất ở dưới đất tường đổ. Thiếu niên từ trong hồi ức tỉnh lại, trong lòng liền cất chút hiếu kỳ. A à Huyết, ngươi là thế nào biết nhiều như vậy con số? A à Huyết mỉm cười, tự tin để quan chỉ huy dáng tươi cười tràn đầy mị lực. Tại toàn bộ Mexico liên minh, ngươi chỉ có hỏi ta mới có thể biết những thứ này cụ thể con số. Ta thế nhưng là liên minh tổng sĩ quan tình báo. Mà tại số học bên trên có thể vượt qua ta, nơi đây cũng chỉ có ngươi. Rất tuyệt. Thỉnh tiếp tục. Xô lót nhóm chân lên, vỗ vỗ hảo hữu đầu, thu được bạch nhãn một cái. Tết cô cô hồ khu có 150 vạn người, đây là vương thất trực thuộc địa khu, có thể động viên ra tính áp đảo 5 vạn trực thuộc võ sĩ. Xuất chinh lần này, quốc vương trọn vẹn mang theo bốn vạn trực thuộc, dùng tới thống ngự các thành bang. Đương nhiên, tại mấy lần chia binh cùng dọc đường thương vong sau đó, hắn hiện tại trong tay chỉ có một vạn trực thuộc võ sĩ. A à huyết hướng thiếu niên nháy mắt mấy cái, thiếu niên cũng gật gật đầu, xác nhận thu được. Lấy hồ khu làm hạch tâm, phía tây hai bang có 50 vạn nhân, nam bộ ba bang có 700 ngàn người, bắc bộ hai bang có 30 vạn người, toàn bộ Mexico liên minh có 300 vạn nhân trở lên, vững vàng chiếm cứ màu mỡ phồn thịnh cao nguyên thung lũng cái kia đông bộ thành bang đâu Téc Cô, -cô hồ khu phía đông chính là cao ngất sơn mạch sơn mạch bên trong còn có bốc khói phun lửa yêu ma miệng nơi nào có đông bộ thành bang lại hướng đông chính là tlacca nhân địa bàn solot ngẩn người ngay sau đó ý thức được thủ đô phía đông chính là cao ngất popoke hỏa sơn nơi đó cũng là toàn bộ mexico cao nguyên bên trên Số ít có thể nhìn đến băng tuyết địa phương. Tây, Nam, Bắc Bảy bang gặp lại cũng là năm vạn võ sĩ, cùng vương thất trực thuộc bốn bang gần gũi. tê thoan thành cũng là vương thất nguồn gốc một trong. A à huyết cười nhìn xuống thiếu niên. Thiếu niên chính nghiêm túc tính toán. Mexico Liên minh, 11 bang, 300 vạn nhân, 10 vạn võ sĩ, 5 vạn trực thuộc, 20 vạn dân binh. Quả nhiên, là tuyệt đối Trung Châu Mỹ bá chủ vậy chúng ta thế hệ địch nhân, tờ nhân tình huống như thế nào? Solos có chút không kịp chờ đợi muốn giải thiên hạ này. Tờ nhân có bốn cái đại bang. Bốn cái bang địa vị kỳ thật không kém nhiều, đây đó lẫn nhau chi viện, không có thủ đô trực thuộc khái niệm. Phía bắc tờ bang, cùng phía nam đặt đeo á tạp khắc bang mạnh hơn một chút, có 40 vạn nhân. Trung gian vi tác kính trọng khoa bang cùng Cholula bang các 200.000 người. Cholula ban trung tâm là nạp hoác tông giáo thánh thành Cholula thành, địa vị muốn siêu nhiên rất nhiều. A huyết nghiêm túc giảng thuật túc địch tình báo, ca người cùng ta nhóm Mexica nhân, nắm giữ hiệu suất cao quân sự động viên thể chế, võ sĩ tỷ lệ cũng tại so sánh chừng 30. Solot điểm đầu tỏ ra hiểu rõ, hai tộc văn hóa huyết thống gần gũi, trên thực tế là tương sát không yêu thân thích. ca liên minh, 4 bang, 120 vạn nhân. 4 vạn võ sĩ, 8 vạn dân binh. Vậy chúng ta ngay tại chinh phạt Ô người đâu? Thiếu niên nhìn về phía phương Bắc. Ô nhân A, bọn hắn là phi thường lỏng lẻo liên minh. Chỉ là lấy Ô thành xem như tổ địa cùng phòng thủ hạch tâm. Chủ yếu 4 bang, Di Lót ba bang 30 vạn người, Ô hơn 20 vạn, hai 20 vạn, Guamat 30 vạn. Trong đó, Têm cùng Guamat có rất nhiều chi chim khuyển duệ nhân, bọn hắn cũng không phục tùng tại Otomi liên minh, chỉ là tương hỗ hổ hỗn hợp. Có khi giao lưu dung hợp, có khi lẫn nhau chém giết. Trên thực tế, Otomi nhân trường kỳ cùng khuyển duệ các bộ đại lượng thông hôn, Guamat ban danh tự chính là đến từ dư mang khuyển duệ. Solot có chút giật mình, Otomi nhân lại có gần 100 vạn nhiều. Vậy bây giờ, hắn nhớ tới tô tét trong tay hồng sắc giới xuyên mộc bản, còn có đại quân ven đường tàn khốc càng quét, chỉ có thể lắc đầu. Ô tô mi liên minh, bốn bang, ước 600.000 người, hơn hai vạn võ sĩ, dân binh không rõ. Đứng tại cao cao vọng lâu bên trên, thiếu niên cùng hảo hữu quên mình thảo luận thiên hạ này, dường như thiên hạ liền tại bọn hắn bộ ngực. Tại trước mặt bọn hắn, là một cái rối rắm mà rộng lớn thế giới. Đối với thiên hạ khát vọng đang nhiệt liệt thiêu đốt. Chi chim khuyển duệ tại Tây Bắc cao nguyên cùng hoang mạc ở trên đều là bọn hắn không ngừng di chuyển, thô thô phân thành tám bộ, không có chính thức võ sĩ, nhưng là toàn dân giai binh. Tới gần ô tô mi nhân bốn ban chí ít có 70 vạn khuyển duệ. Chi chim khuyển duệ, đã biết bốn ban, ít nhất tám bộ, ước 700 ngàn người, không có ngựa du mục dân, toàn dân giai binh. Hua Xe Nhân là liên minh tương đối trung thành phụ thuộc. Bọn hắn tới gần thiên hạ phương đông cuối bên hồ, phân tán ở tại đông bắc Bình Nguyên cũng đã từng trải qua một cái liên minh nhưng đã sớm bị chúng ta chinh phạt giải tán bọn hắn là trời sinh âm nhạc gia có trần truồng sùng bái truyền thống rất ít mặc y phục ân ừ, bọn hắn thiếu nữ thân thể tinh tế am hiểu vận luật vũ đạo a à nhìn xem thiếu niên thâm ý cười cười hua xe nhân rải rác sáu bang ước sáu trăm ngàn người một vạn năm ngàn võ sĩ ba vạn dân binh Tóc Nhân ở tại Chin Dung Giang Nhân về phía Tây cùng phía Bắc, tới gần thiên hạ phương Tây cuối bên hồ. Bọn hắn có một cái lỏng lẻo liên minh, một mực bị Chin Dung Giang liên minh không ngừng chinh phạt. Colima Bang là bọn hắn tổ địa, có gần 200.000 người, nơi đó còn có bốc khói phun lửa thế giới vết trách. Tóc Liên Minh, 4 bang, 700.000 người, hai vạn võ sĩ, 5 vạn dân binh. Colima cái tên này nghe rất quen tai a, à, Soloth dùng sức hồi tưởng, tìm tòi đã từng ký ức. Colima, Colima Hỏa Sơn. Trứ danh Liệt Diễm Hỏa Sơn, vô cùng sinh động. Hắn từng tại Mexico du lịch lúc, nhìn qua tòa này hỏa sơn phun trào, khói đặc cuồn cuộn che đậy mặt trời, bao phủ khắp nơi, dị thường hùng vĩ. Thậm chí đưa đến phụ cận sân bay, bến cảng cùng quan sát quan bế. Quan sát. Quan sát thoáng hiện linh quan vạch qua xô lót não hải, hắn chợt nhớ tới một cái đương thời không thèm để ý chút nào, bây giờ lại cực kỳ trọng yếu tin tức. Pena Colora đại quan sát. Xô lót kích động kém chút từ vọng lâu bên trên nhảy đi xuống, may mắn bị A huyết một phát bắt được. Bởi vì ở vào hỏa sơn sinh động địa chất mang, Colima bang có phong phú khoáng sản. Nơi đó có Mexico, thậm chí toàn bộ Trung Châu Mỹ lớn nhất quan sát. Pena Colora nhằm tương nhiệt dịch lân hôi thạch, quặng phe, rít. Lớp quặng số lượng dự trữ dị thường kinh người, tầng ngoài lớp quặng độ dày có 50 đến 300 mét, kéo dài mười mấy cây số. Colima, thời đại đồ sắt, hy vọng. Solot kìm lòng không được thấp giọng hô, lại cấp A huyết một cái ông ấp. Hảo hữu đã sớm thói quen thiếu niên hồ ngôn loạn ngữ cùng ngẫu nhiên kích động. Chờ thoáng bình tĩnh xuống tới, Solok mới ý thức tới, sự tình không có đơn giản như vậy. Trong lịch sử, Colima đại quan sát một mực phải chờ tới cận đại mới có thể bị phát hiện cùng khai thác, bởi vì có ba cái bất lợi nhân tố. Thứ nhất, nó chủ lớp quặng dưới đất trăm mét bao sâu vị trí. Mặt đất chỉ có trải rác quặng sắt. Dưới mặt đất trăm mét đối hậu thế đương nhiên không tính là gì, nhưng bây giờ thật là cái vấn đề khó khăn không nhỏ, nhất thiết phải có đầy đủ nhân lực, vật lực còn có đồng xà beng, trải qua mấy năm khai thác mới được đệ nhị tòa này đại quản sắt vị tại trong núi giao thông phi thường không tiện vận chuyển quản sắt còn muốn xây dựng trong núi con đường thứ ba đại quản sắt là chịu đến nham tương ảnh hưởng hình thành phụ cận của nó chính là sinh động colima hỏa sơn khai thác quá trình có tiềm ẩn phong hiểm bất quá vô luận như thế nào solot cũng sẽ không bỏ qua tòa này đại quản sắt đây là thời đại mới ánh trạng đông cùng hy vọng sau đó nói chuyện thiếu niên tựu có chút mất tập trung lên, hắn chỉ là thô sơ giảng lược ghi chép A à huyết đối các bộ tộc giới thiệu. Na nhân, bảy bang, bảy trăm ngàn người. Hai vạn võ sĩ, bốn vạn dân binh. Phía đông duyên hải, lỏng lẻo thành bang liên minh, dung hợp bộ phận tôn tết nhân. Chôn Tồ nhân, bốn bang, hai trăm ngàn người. Năm ngàn võ sĩ, một vạn dân binh. Mexico liên minh Nam Bộ, đông ba người tác tư hai bên bờ sông, không có thành thị lạng xóm. Không ngừng có Mexica nhân dời vào. Mixtec nhân, 5 bang, 800.000 người. 2 vạn võ sĩ, 4 vạn dân binh. Tlaca liên minh phía nam, lỏng lẻo thành bang liên minh, đế quốc không trung thành phụ thuộc một trong. gia Gapot nhân, 3 bang, 50 vạn nhân. 1 vạn 5.000 võ sĩ, 3 vạn dân binh. Mixtec liên minh lấy đông, lỏng lẽo thành bang liên minh đế quốc không trung thành phụ thuộc thứ hai. Gia Pót lại hướng đi về hướng đông, chính là đáng sợ mênh mông rừng mưa, rừng mưa thông hướng không biết mây a à nội địa. Trapani nhân, bốn bang, hai trăm ngàn người. Năm ngàn võ sĩ, một vạn dân binh. Mixed liên minh Tây Nam, Thái Bình Dương ven bờ, nhỏ yếu không đáng kể. Còn có giữa rừng núi giả nhân bộ lạc, to to nhỏ nhỏ, không có khả năng tính toán rõ ràng chỉ cần khoai lang có thể còn sống địa phương, tự có dấu vết người. Thiên hạ mươi bang, xa gần phân năm phục. Nhân gian 50 năm, bách chiến hợp cửu tộc. Thiếu niên nhất thời trong lòng bành trướng, liền không nhịn được ngâm một đầu lệch tra thi. Nghĩ lại, nhân gian 50 năm. Phi Phi, cái này điềm báo không tốt, mới vừa rồi là nói sai. Cái kia càng xa xôi mây A à đâu. Sau một lúc lâu, lót lại hiếu kỳ hỏi A à Huyết a à huyết vắt hết ốc suy tư thật lâu mới trả lời nơi đó là thiên hạ phần cuối vô biên đông nam rừng mưa người maya đại thể chia làm ba loại phương bắc yucatan bắp ngô nhân trung gian ít giác bắp ngô nhân còn có nhất phía nam ca bắp ngô nhân ân ừ, bắp ngô nhân là người maya tự xưng đến mức cụ thể hơn nhân số quan chỉ huy cuối cùng nhún nhún vai tuyệt đối không nói chính mình không biết chờ chúng ta chinh phục đã biết thiên hạ, lại đi nhìn xem thế giới này phần cuối đi. Xô lót vì vậy cười to, hai người lại lần nữa nhìn về phía nam phương. Diêm dung giang trinh sát nhóm ngay tại hướng phía nam đại doanh chạy nhanh. Qua hồi lâu, một đoàn mặt giáp mang nón trụ tinh nhuệ võ sĩ nối đuôi nhau mà ra. Bọn hắn cầm trong tay lấp lóe hàng quan cự đại đồng phủ, hiện ra nghiêm nghị sát ý, vây quanh một cái khác cao cao lưng kỳ, trực tiếp đi tới Le man bờ sông rối rít mưa phùn rốt cuộc ngưng xuống. Cách mấy chục mét sông lớn, hai quân thống soái tối cao cách hạ tướng vọng, cự đại lưng kỳ ở trong gió lay động, vì chiến dịch bắt đầu lẫn nhau gửi lời chào. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 44 Jin Dung Giang Quân Đoàn Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 44 Jin Dung Giang Quân Đoàn mưa phùng ngừng, trường phong như trước. Chiến sĩ vũ khôi lay động, như là trong rừng cây cối, xâm nhiên kiếm chỉ thiên không. A à huyết cẩn thận phân biệt bên kia bờ sông lưng kỳ, tiếp đó bỗng nhiên cười một tiếng. Là lão bằng hữu của ta. Ta ra cần tân nhiệm tạp tùng kỳ, hai năm trước kế vị quốc vương Suangu. Suangu. Số lót tò mò nhìn bị cự phủ võ sĩ vây quanh địch quân quan chỉ huy. Hắn lợi hại sao? Là cái không tệ quan chỉ huy Đánh trận rất ương ngạnh Cũng rất am hiểu điều động quân đội sĩ khí A à huyết cảm khái nhớ lại Hai năm trước hắn vừa mới kế vị Huynh trưởng của ta Tiền nhiệm quốc vương Acecaco Cảm thấy đây là một cái thảo phạt diên dung dăng cơ hội tốt Tự trưng tập 3 vạn võ sĩ cùng 7 vạn dân binh Từ liên minh Nam phương Garachico Ban xâm lấn chim dung dân nhân Yitakuban Hắn khi đó thân thể đã không tốt lắm liền đem 10 vạn đại quân quan chỉ huy quyền hạng giao cho ta. Xem như tân tạp tùng kỳ Suangu cũng động viên ra 10 vạn người, tự mình xuất quân nghênh chiến. 20 vạn đại quân tự chen tại Toluca sơn phía nam, ban sát sông phía bắc chật hẹp khu vực bên trong. Chúng ta ác chiến nửa năm, chập trùng cao nguyên vùng núi khắp nơi máu tươi. Mexica đại quân một lần thu được ưu thế. Nhưng chim dung dăng nhân dựa vào sơn hà, tử thủ Kuchama cùng Tranjapa hai tòa thành bảo. Đợi đến mấy tháng về sau, chúng ta dần dần tiêu ma nhuệ khí, các võ sĩ cũng biến thành mỏi mệt lên. Suangu vì vậy tại một lần đại chiến bên trong tìm được thời cơ, xuất lĩnh ba ngàn đồng phủ cấm vệ đột kích trong giao chiến hai ngàn hùng ưng chiến đoàn cùng chung quanh mấy ngàn võ sĩ, đánh bại chúng ta chiến thuật hạch tâm. Trận chiến kia ta đánh bại. À Huýt có chút thổn thức, đại quân vội vàng rút lui, tử trận 400 hùng ưng quý tộc, hơn 3.000 võ sĩ, còn có ven đường vứt xuống gần 2 vạn dân binh. Một trận chiến này tổn thất ba cái Hikipili quân đoàn. Đương nhiên, Diêm Dung Giang Nhân cũng tử trận 1.000 đồng phủ cấm vệ, còn có xem như tiêu hao 8.000 dân binh. Bọn hắn cũng coi là thắng thảm. Chờ trở lại thủ đô, ta liền giao ra quân đội quyền chỉ huy, gánh vác lên liên minh tình báo cùng cảnh vệ công tác. Lại qua mấy tháng, đại huynh Asecaco tạ thế, liền từ yêu thích thần học huynh trưởng ti dốc kế nhiệm tân Tlatoni. A nhìn về phía bờ bên kia đồng phủ cấm vệ quân, ánh mắt bên trong có hồi ức, có suy nghĩ, còn có một vệt ngày bình thường thâm tàn tiếc núi. Solot cảm thấy hứng thú quan sát đến những cái kia đồng phủ võ sĩ. Bọn hắn thể trạng cường tráng, đầu đội thanh đồng đầu nhọn nón trụ, trên bờ vai là trầm trọng thanh đồng miếng lót vai, người mặc màu vàng bằng da hộ giác cầm trong tay một thanh một người cao thanh đồng chiến phủ. Loại này hai tay chiến phủ thiết kế có thể hữu hiệu phá vỡ hạng nặng mộc thuẫn. Hiển nhiên là chuyên môn dùng để ứng đối AZ tinh nhuệ cầm thuẫn chiến đoàn, đặc biệt là cầm trong tay trọng thuẫn hùng ưng chiến sĩ. Những thứ này tinh nhuệ các võ sĩ hết thảy ước chừng 2.000 người. Bọn hắn thần sắc kiên nghị, đứng yên nghiêm nghị, toàn thân tràn đầy lực lượng mỹ cảm, cũng tràn ngập kim loại sắc bén. Thiếu niên cẩn thận quan sát, Cảm thấy dinh dung văn nhân bộ đội đã có chút cổ Hy Lạp quân đoàn đặc thù. Thanh đồng bị dùng tới chế tạo mũ giáp cùng vũ khí, bất quá hiển nhiên còn không có phát triển ra thanh đồng hộ giáp kỹ thuật. Chiến phủ cấm vệ doanh, vương bài, hai tay chiến phủ binh, thanh đồng nón trụ giáp da, bên trong giáp, sĩ khí dân cao, kỷ luật bình thường, vũ khí phá giáp, đối thuận binh tăng thêm. Ưu tú đột kích bộ binh solot lót gật gật đầu cái này bộ đội đối Jaguar cùng Hùng ưng chiến đoàn uy hiếp rất lớn. A à huyết cười cười. Diêm Dung Văn nhân không có đại quy mô bồi dưỡng thâm niên võ sĩ quân sự thể chế, bọn hắn chỉ có thể tổ chức lên dạng này một đầu đồng phủ bộ đội đột kích tới đối kháng chúng ta tinh nhuệ chiến đoàn. Đương nhiên, chúng ta cũng không nguyện ý nắm quý tộc chiến đoàn cùng những kim loại này các võ sĩ liều mạng tiêu hao. Bồi dưỡng một tên cả công lẫn thủ Jaguar hoặc là Hùng ưng chiến sĩ ít nhất phải 20 năm mà những kim loại này võ sĩ chỉ cần luyện mấy năm chiến phủ đột kích liền có thể thành hình. Solot rất là đồng ý, Jaguar hoặc là hùng ưng chiến sĩ tự như cổ Hy Lạp Sparta võ sĩ. Bọn hắn võ nghệ cùng thể phách cần thiết từ nhỏ mai dũa, tiếp đó trong chiến tranh rèn luyện thành hình, bồi dưỡng chu kỳ tiếp cận 20 năm. Đặt ở hoa hạ trong lịch sử chính là nữ chân bạch giáp, chiến phòng đều cao, bổ sung gian nan, chỉ có thể dùng cho mấu chốt chiến trường bọn hắn cũng không phải đánh không lại cao công chiến phủ cấm vệ mà là tiêu hao không nổi thiếu niên suy tư chốc lát tự tin cười một tiếng đối mặt dạng này không thuẫn bộ binh chúng ta vừa xây dựng trường cung vệ đội có thể hoàn mỹ khắc chế song phương quan chỉ huy tại sông lớn hai bên bờ lẫn nhau xác nhận thân phận tiếp đó không nói gì đối mặt thật lâu lúc này mới riêng phần mình hồi doanh ngày thứ hai là cái khó được trời nắng nắng sớm từ tầng mây khe hở rơi xuống sáng sớm, bờ bên kia chim dung gian đại doanh tựu sôi trào lên, tám vạn đại quân từ trong doanh địa lần lượt xuất phát mà ra, tại Lê Hà Nam bờ triển khai hạo đảng trận hình. A Huyết cũng đem một vạn trực thuộc võ sĩ điều đến bên người, dựa vào sau lưng sơn trại, tại Lê Man Hà Bắc bờ đồi núi triển khai. Một ngàn Jaguar thú nón trụ sắp hàng chỉnh tề, tràn đầy dọa người cùng giả uy thế. Bất quá, Solok tâm lý rõ ràng, hiện tại hai bên bờ sông quân đoàn cũng không phải chiến tranh chân chính nhân vật chính. Chân chính tả hữu trận chiến tranh này tiến trình là sông lớn hai bên bờ sông phương thủy quân, lấy ngàn mà tính thuyền độc mộc quần. Các nhân vật chính ẩn mà không phát, vai phụ nhóm trước lóe sáng đăng trang. Solot nhìn xem viễn phương chim dung Giang quân trận, thanh đồng hàng quang dưới ánh mặt trời trận trận lấp lóe. Ở vào tối hạch tâm vị trí chính là chim dung Giang quốc vương kim tổng chỉ huy quan Suangu, chung quanh vây quanh hai ngàn chiến phủ cấm vệ. Lại ngoại vi là ba vạn kim dung dăng võ sĩ, đoán chừng hai vạn là quốc vương trực thuộc. Những thứ này võ sĩ đại thể đầu đội vũ mau một nón trụ, số ít mang theo cổ phát thanh đồng nón trụ. Người mặc màu vàng hoặc lục sắc giáp da, rất nhiều tại trên cổ mang theo một chuỗi mạ vàng tiểu thạch đầu, dưới ánh mặt trời lấp lóe lưu chuyển, rất là lóa mắt. Solo quan sát tỉ mỉ, xác định đây là khai thác vàng mỏ đồng khi sản xuất phế liệu, không biết mang theo có làm được cái gì chẳng lẽ là chói mù đối thủ con mắt diêm dung Giang các võ sĩ đại thể một tay cầm trắng chắc một thuẫn một cái tay khác đều cầm một mét năm sáu đồng mâu võ sĩ quân trận có chút ồn ào cũng không nghiêm chỉnh rất nhiều quý tộc võ sĩ đối diện bờ bắc mexico quân đoàn không ngừng quơ thanh đồng vũ khí số ít còn đập đắt đỏ đồng thuẫn la lên thị uy căn cứ vào đồng thuẫn số lượng thiếu niên phán đoán Jin Dung Giang thanh đồng lượng khai thác còn có hạn. Diêm Dung Giang võ sĩ doanh, tinh nhuệ, mâu thuẫn binh, giáp gia bên trong giáp, sĩ khí dân cao, kỷ luật kém. Chủ lực cận chiến bộ binh. Ngoại trừ trong tay đồng mâu, Diêm Dung Giang võ sĩ xác thực so ra kém mấy năm liên tục chinh chiến, đầy đủ huấn luyện Mexica võ sĩ, tính kỷ luật minh hiển kém rất nhiều. Mà tại ba vạn võ sĩ ngoại vi, Solot còn chứng kiến hai chi rất có ý tứ tân bộ đội. Bên trái bộ đội người mặc đơn sơ áo vải, đầu đội vòng trạng vải mũ, hai tay nắm 2 m năm tả hữu trường đồng mâu. Cái này trường thương binh ước chừng 5.000 người, trầm mặt không có quá nhiều tiếng vang. Bọn hắn thô thô tụ thành một cái phương trận, đội ngũ vậy mà so chim dung dăng các võ sĩ còn muốn chỉnh tề. Cái này bộ đội là cái gì? Thiếu niên tò mò hỏi. Những thứ này thương binh thoạt nhìn có chút khi lạp trường thương phương trận hình thức ban đầu, nhưng cẩn thận quan sát bọn hắn đơn sơ trang bị về sau, ngược lại càng giống là Nhật Bản hai gian thương túc khinh. A Huyết nhìn thoáng qua quân trận, cười cười. Đây là chim dung dăng làm ra tân bộ đội, binh lính là đào móc mỏ đồng khoáng đồ, cầm trường mâu bày trận tác chiến. Tập hợp một chỗ thời điểm ngược lại là còn có chút tác dụng, có thể đánh bại dân binh thậm chí tiểu cổ võ sĩ. Nhưng chỉ cần để đại đội võ sĩ từ mặt sau hoặc là mặt bên tới một cái xung kích, chẳng mấy chốc sẽ khiên không được tản ra. Tản ra sau đó tự dễ dàng đối phó nhiều, thu hoạch lên tự như gãy đồng ruộng bên trong bắp ngô cán đồng dạng đơn giản. Xô lót gật gật đầu, cái này bộ đội trang bị quá bạc nhược, võ nghệ cùng sĩ khí cũng không đủ. Nếu như phối hợp thuẫn bài, mặc vào hộ giáp, nghiêm ngặt huấn luyện, cấu thành trường thương phương trận, kỳ thật vẫn là có rất lớn tiềm lực. Diêm dung văn trường thương doanh, phổ thông, trường mâu binh, bố giáp không giáp, sĩ khí, kỷ luật bình thường, giảng dị trường thương trận. Duy trì chiến tuyến tốt đẹp dân binh. Có thể tổ chức lên thành kiến chế khoáng đồ binh, chứng minh chim dung gian thải quán nghiệp phát triển đến trình độ nhất định. Thành thị kinh tế thu được đầy đủ phát triển, tại quý tộc cùng nông dân ở giữa đã hưng khởi số lượng nhất định thị dân cùng công tượng giai tầng. Cùng trung nông tương tự, cái giai tầng này cũng đem cấp quốc gia cung cấp tinh nhuệ dân binh, hoặc là kêu túc khinh ngươi lại nhìn một bên khác. A à lại hướng phía bên phải chỉ chỉ, nơi đó là một cái khác thú vị tân bộ đội. Cái này bộ đội cũng có ước chừng 5.000 người, vũ khí phi thường lộn xộn, có thạch chùy, rìu đá, đồng mâu, mộc thuẫn, thậm chí còn có đoạn cung. Trang bị cũng tầng cấp khác nhau, đại thể áo vải, số ít giáp da, có còn mang theo vũ mau một đầu nón trụ. Những thứ này tạp bài chiến sĩ hiện tại chính hướng về phía bờ bắc huyên náo hô hòa, nhìn sĩ khí vẫn còn không tệ. Đây là chim dung dân dị tộc lính đánh thuê, lai lịch phức tạp, bị chim dung dân nhân thu lưu dùng tại trên chiến trường. Trong đó có kiệt ngạo bất tuần chi chim nhân, có trôi giạt khắp nơi ô tô mi nhân, còn có cùng liên minh thâm cừu đại hận tôn tét phản dân, thậm chí còn xen lẫn một chút mất đi thổ địa võ sĩ. Chi bộ đội này là sĩ khí rất cao tiêu hao phẩm. Xô lót vì vậy minh bạch, lính đánh thuê nha, đều là đương pháo hôi mệnh. Vì tộc lính đánh thuê, phổ thông, tạp binh, bố giáp không giáp, sĩ khí dân cao, kỷ luật kém. Đưa lên tiền tuyến ưu tú pháo hôi. Diêm dung dân quân trận lại hướng bên ngoài đi, chính là khắp núi khắp đồng, đã sớm bị xô lót quen thuộc dân binh. Những dân binh này vẫn là lấy thạch mâu làm chủ, số ít phối thuẫn. Bọn hắn ăn mặc áo vải hoặc là dứt khoát trần truồng, sĩ khí sa sút, không có chút nào trận hình có thể nói trong đó còn có một phần tám tả hữu ném đá binh, miễn cưỡng có thế tính làm viễn trình bộ đội. Các dân binh hết thảy có trọn vẹn bốn vạn người. Vô luận là ở đâu cái trong liên minh, bọn hắn đều thuộc về đã có thể lưng đeo lương thảo, đào hố xây trại, lại có thể bổ sung trận tuyến, tiêu hao đối phương võ sĩ thể lực nhiều chức năng tiêu hao phẩm. Đây chính là diêm dung dân quân đoàn. 2.000 đồng phủ cấm vệ xem như hạch tâm, 3 vạn võ sĩ là chủ lực, còn lại 5.000 trường thương binh, 5.000 dị tộc lính đánh thuê là chất lượng tốt pháo hôi, nhiều nhất 4 vạn dân binh là phổ thông pháo hôi. Song Phương Đại Quân cách sông giằng Co Mexica các võ sĩ tỉnh tọa trên gò núi, tích xúc thể lực, xem bờ bên kia rộn rộn ràng ràng. Diêm Dung Giang Đại Quân đầu tiên là triển khai thành một nửa hình tròn hình, cấm vệ cùng các võ sĩ ngồi xuống nghỉ ngơi. Tiếp đó mấy ngàn các dân binh đi đến quân trận phía trước, tại mười mấy vũ quan lão giả chỉ huy dưới xây dựng ba cái cao mấy mét đường kính mười mấy thước cự đại sân khấu cuối cùng đương thái dương rốt cuộc lên tới trời cao trung tâm trên trăm tên khoác mang trường vũ các tế tự mới mang hồ lô dây chuyền đi tới bọn hắn cầm đủ loại khí cụ leo lên đài cao tại hai bên bờ mười vạn chiến sĩ nhìn chăm chú bắt đầu đặc sắc biểu diễn bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video chương 45 Trước trận chiến tế tự Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 45 Trước trận chiến tế tự Le Man sông từ phương Đông Cao Nguyên mà đến, uống lượng chảy về phía phương Tây. Mùa mưa để nước sông biến cuộn trào mãnh liệt, nơi này là sông lớn thiên nhiên bến đò, mặt sông ở chỗ này chỉ có hai ba trăm mét chiều rộng. Chim dung dăng người cùng Mexico nhân thuyền đọc một quần phân biệt dừng sát ở hai bên bờ. Lúc này, song phương chu quân chính cùng mười vạn các chiến sĩ cùng nhau, ngắm nhìn chim dung dăng nhân trước trận chiến tế tự. lót có chút hăng hái nhìn xem chim dung dăng những người đồng hành, xem bọn hắn như thế nào cử hành phấn chấn sĩ khí biểu diễn. Những thứ này các tế tự trên đầu vũ quan mở rộng như quạt hương bộ, càng thiên vị màu chàm màu lam vũ mau. Bọn hắn tại trên cổ đều mang một chuỗi dây chuyền, dây chuyền chính giữa là một cái hoặc mấy cái gốm chế hình tròn vật chứa hình dạng có chút giống hồ lô. Thiếu niên rất hiếu kỳ những thứ này, gốm hồ lô, là dùng làm gì? Các tế tự tại vừa xây dựng trên bệ thần lần lượt cất đặt tế tự đồ vật. Cái thứ nhất thần đài tượng trưng cho chim dung gian thái dương chủ thần, Kurikavi, thần nắm giữ lấy vũ trụ thiên không, là trọng yếu nhất thần. Các tế tự liền tại thần trên bệ thần buông xuống một khối đường kính mấy thước hoàng kim thái dương, dưới ánh mặt trời phản xạ chói mắt kim quang đề nghị cái thần đại tượng trưng cho chinh Dung Văn Đại Địa Mẫu Thần, Vera Viper, thần nắm giữ lấy vũ trụ đại địa, cũng là ban cho bội thu cùng khoáng sản thần. Các tế tự liền nhất tới một khối cự đại mỏ đồng thạch, đặt ở tại thần trên bệ thần, văn mỏ đồng bề ngoài dưới ánh mặt trời như là sóng nước lưu động. Đám này kỳ quái chim dung gian nhân, tín ngưỡng của bọn họ là từ đâu tới? Solot có chút hiếu kỳ. Cũng không tín ngưỡng chiến thần, cũng không tin ngưỡng vũ xa thần, cùng những cái khác Mexico chiêu bộ hoàn toàn khác biệt. Tính ngưỡng của bọn họ hẳn là đến từ mấy trăm năm trước bị bọn hắn chinh phục Baguio cùng Mi Quát Nhân, là Pakuka hồ khu nguyên sinh tín ngưỡng. Bọn hắn cho rằng Pakuka bồn địa vì vũ trụ trung tâm, cấp thế giới cung cấp vận chuyển động lực. Mà vũ trụ do ba bộ phận cấu thành. Thiên không, đại địa cùng dưới mặt đất người chết quốc độ. A Huyết giải thích nói, cho nên chim dung văn nhân có hoàn toàn khác biệt ngôn ngữ văn hóa cùng tín ngưỡng là bị thiên hạ ngăn cách dị tộc đúng đây cũng là chim dung văn nhân tại thiên hạ bên trong không có bất kỳ cái gì minh hữu nguyên nhân a à, huýt gật gật đầu thế nhưng là chúng ta mexica nhân cũng không có bất kỳ cái gì minh hữu solot đáp lại nói tối cường giả không cần minh hữu hai người cười ha ha một tiếng tiếp tục xem bờ bên kia tế tự cái cuối cùng thần đại tượng trưng cho chim dung gian nguyệt lượng nữ thần, Haratana, thần là thái dương chủ thần cùng đại địa mẫu thần nữ nhi, nắm giữ lấy vũ trụ thế giới dưới đất, cũng chính là người chết quốc độ. Chim dung gian người đặc biệt tôn trọng tử thần, đồng thời vì Haratana phát minh vòng linh tiết. Một lúc sau, hơn 10 vị các tế tự liền nhất tới một cái dị thường cự đại bình gốm, bình gốm bên trong là rất nhiều màu vàng khối trạng vật. Đây là nguyệt lượng nữ thần tượng trưng cái kia bình gốm bên trong là cái gì? Solot hiếu kỳ hỏi. Kia là từ thế giới vết trách nơi thu thập tới người chết chi thạch, đến từ người chết thế giới dưới đất, có thể câu thông nhân gian cùng người chết quốc độ. A huyết chững chạc đàng hoàng nói hắn sợ biết đến tình báo. Thiếu niên đầu có chút choáng váng. Thế giới vết trách hắn biết, hẳn là chỉ tay bộ miệng núi lửa. Thế giới dưới đất khẳng định là chỉ lòng đất. Nhưng là người chết chi thạch, câu thông sinh tử là cái gì? Chẳng lẽ đây là một cái kỳ huyễn vị diện à? Mang theo bảy phần hiếu kỳ cùng ba phần không rõ, Solot tiếp tục quan sát. Diêm dung văn các tế tự rất nhanh hoàn thành tượng trưng vật cất đặt. Tiếp đó tại ba cái thần đài chính đối phía trước, bọn dân phu vận tới đại lượng củi gỗ cùng có tranh, đắp lên thành một cái cự đại sai đoàn. Sau đó, một vị dị thường uy nghiêm lão giả, mang theo hoa lệ vũ quan, dơ cao lên bó đuốc, mang củi đoàn nhen nhóm, giao phó thần minh hỏa diễm. Các tế tự ngay sau đó dùng gậy gỗ từ trong đống củi mượn tới thần diễm, nhẹ nhàng hướng gốm trong hồ lô một điểm, sau đó đem gốm hồ lô ghé vào chóp mũi của mình, quên mình ngửi hút lấy bên trong bay ra sương mù. Đây là thần yên. Solot giật mình hỏi. Đúng, cùng chúng ta chiến tranh tế tự bất đồng, Diêm Dung Giang các tế tự tùy thân mang theo thần yên bọn hắn hướng trong đó bỏ thêm rất nhiều kỳ quái thực vật khoáng vật, nghe nói cái này có thể để bọn hắn lại càng dễ cùng chư thần câu thông. Thiếu niên không còn gì để nói. Rất nhanh, hút thuốc các tế tự lâm vào thế giới tưởng tượng, bọn hắn bắt đầu ở trên bệ thần kịch liệt vũ đạo, dùng đủ loại kỳ dị tư thế, tạo nên thần bí bầu không khí. Vũ đạo tại gia tốc, hỏa diễm tại bốc lên, khói đặc bay lên bầu trời, biến hóa đặc biệt đặc hình dạng trên đài dưới đài các tế tự, liền đồng thời lớn tiếng ngâm sướng. Thê lương cổ phát chú văn vang vọng chân trời, cầu nguyện thiên thần nhóm giáng lâm. A à huyết ở bên cạnh đơn giản phiên dịch cầu khẩn văn, đầu tiên là cầu phúc thái dương chủ thần, tiếp theo là cảm ơn đại địa mẫu thần. Cuối cùng là câu thông minh giới nguyệt thần, thỉnh cầu thần để tất cả người chết trận một lần nữa phục sinh, dưới đất vĩnh hưởng phú quý cùng an bình. Tại hai bên bờ các chiến sĩ ánh mắt kính sợ dưới, thần đại tế tự rốt cuộc tiến nhập cao trào. Điên cuồng vũ đạo các tế tự lấy ra hát diệu thạch chủy thủ, không chút do dự cắt vỡ hai má của mình, để máu tươi vạch ra thần bí văn sức. Đón lấy, cao vút cầu nguyện thanh truyền khắp sông lớn hai bên bờ, hô to lên Haratana, thần danh. Vì kia dị thường uy nghiêm lão giả xuất hiện lần nữa. Hắn chỉ huy hơn 10 vị tế tự nâng lên nguyệt thần trên bệ thần cự đại bình gốm, bỗng nhiên ném mạnh tiếng thiêu đốt sai đoạn bình gốm trong nháy mắt phá nát, màu vàng khối trạng vật tản mát một mảnh, tiếp đó cấp tốc tại hỏa diễm bên trong thiêu đốt. Sát theo đó, một mảnh dị thường chói lọi lam sắc hỏa diễm từ trong đống củi dân lên, như là u minh mà đến quỷ hỏa, mang theo không thuộc về thế giới này kỳ dị cùng mỹ lệ, điên cùng ấn khắc nhập mỗi một người đứng xem đôi mắt. Tại lam hỏa bốc lên một sát na kia, tất cả chim dung dân người đều lâm vào quên mình cùng nhiệt. Vô luận võ sĩ vẫn là dân binh, rồng đã tám vạn chiến sĩ quỳ rạp xuống đất, cùng nhau hô to Haratana. Lần này, tiếng hô hoáng như là mùa mưa kinh lôi, bổ ra không trung tầng mây, nổ tung trên đất vùng quê, cũng rung động bên kia bờ sông Mexica các võ sĩ. Rất nhiều võ sĩ kinh hoàng hướng về ngọn lửa màu xanh lam quỳ gối. Liền hung hãn kiêu ngạo Jaguar các chiến sĩ cũng nhìn nhau thất sắc, mặc lộ ra đối dị giáo thần minh e ngại. Giờ khắc này, A bỗng nhiên đứng lên, nhìn chầm chập đối diện chỉ huy kỳ. Nơi đó có một cái duy nhất không có quỳ xuống chiên dung giang nhân. A à huyết thấy không rõ người kia khuôn mặt, lại muốn đem hắn gắt gao ghi ở trong lòng. Nhìn đến lam sắc hỏa diễm sát na, xô lót cũng khiếp sợ đứng lên. Lão thiên. Người chết chi thạch, nguyên lai là Lưu Huỳnh. Thiếu niên đoán chừng hạ vừa rồi cái kia cự đại bình gớm thể tích, mặt lộ suy tư giai đoạn đầu thanh đồng thời đại kim dung văn nhân có thể dễ dàng lấy ra hơn ngàn cân lưu huỳnh cái này chứng minh tại khống chế của bọn hắn khu vực bên trong nhất định tồn tại số lượng dự trữ cự đại thiên nhiên lưu huỳnh khoáng mà tại tây bộ duyên hải cùng ba gia california trên hải đảo lại có sung túc phân chim thạch xem như diêm tiêu nguồn gốc lại thêm ở khắp mọi nơi vật liệu gỗ dùng tới chế than thuốc nổ chế tạo tại trung châu mỹ có thể nói được trời ưu ái Thiếu niên xuất thần nhìn xem hoa mỹ lam hỏa, loại kia ống ánh sáng long lanh mỹ lệ phản phất là thượng thiên chúc phúc. Chỉ cần vượt qua thời đại đồ sắc phát triển bình cảnh, thuốc nổ thời đại liền sẽ sát theo đó bắt đầu. Tương lai luôn là tràn đầy hy vọng. Solot vì vậy kìm lòng không được mỉm cười, lại không đề phòng hảo hữu một chút nắm thiếu niên gương mặt. A à huyt có chút nghiêm túc hỏi. Solot, nhìn xem cái kia lam diễm, ngươi tin tưởng chim dung dăng nhân vừa rồi triệu hoán tử thần sao xô lót bị hảo hữu nghiêm túc chọc cười đây chẳng qua là đặc thù khoáng vật thiêu đốt sau nhan sắc nếu có lưu huỳnh chúng ta cũng có thể thiêu ra màu lam hỏa a Huyết liền cũng nhẹ nhàng thở ra tuy là không tin nhưng hắn vừa rồi cũng có chút khẩn trương ngươi cần thiết mau chóng mang theo chiến tranh các tế tự làm một tràng chiến thần cầu nguyện tế tự khôi phục một chút mexica các võ sĩ sĩ khí Solo nghe xong, cẩn thận quan sát sau lưng các võ sĩ, phát hiện bọn hắn quả nhiên tâm thần động dao động, sắc mặt sám ngoét. Những thứ này thân kinh bách chiến, không sợ tử vong dũng giả, vậy mà lại bị thần thoại cùng lam hỏa dọa đến kinh hoàng thất sắc, sĩ khí giảm nhiều. Thiếu niên nhịn không được lắc đầu. Đám này giả thần giả quỷ gì giáo đồ. Tiếp đó hắn nhanh chóng chỉ huy lên tùy quân tế tự, cũng bắt đầu giả thần giả quỷ lên. Bên kia bờ sông trước trận chiến tế tự rất nhanh tới hồi cuối. Các tế tự lớn tiếng la lên thiếu niên nghe không hiểu, hẳn là một loại nào đó lấy thần chi danh lời hứa. Sau đó, liền thấy hàng ngàn hàng vạn các chiến sĩ lớn tiếng reo hò, sĩ khí như hồng. Tại đắc đỏ sĩ khí khích lệ một chút, năm ngàn chiên dung văn trường thương binh nhóm đầu tiên leo lên thuyền độc một quần, ý chí chiến đấu sụt sôi hướng bắt bờ lái tới. Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 46 Thủy Chiến Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 46 Thủy Chiến A Huyết đứng trang nghiêm tại bờ bắc gò núi bên trên. Hắn ở trên cao nhìn xuống, chuyên chú nhìn chăm chú lên địch nhân phía trước. Tại bên cạnh hắn là mười mấy tên truyền lại hiệu lệnh tay trống, tù và ốc thủ cùng kỳ thủ, chờ đợi quan chỉ huy mệnh lệnh. Nơi này là chật hẹp lê mang sông Bến Đò, cho dù là nước sông dâng lên mùa mưa, rộng lớn nơi cũng không quá 5-600 mét, mà hẹp nhất nơi không đến 300 mét. Chim dung dăng nhân tại hơn 10 dặm phạm vi bên trong đồng thời phát động qua sông. Hàng trăm hàng ngàn thuyền độc mộc chở đầy hai tay trường thương dũng sĩ, đi thuyền như tiễn, hạo đảng bắt đến, cơ hồ chớp mắt đã áp sát. Quan chỉ huy ra lệnh một tiếng, sông lớn bên trên liền vang lên trầm thấp tiếng trống ca nhân thuyền độc một quần cũng cùng trào mãnh liệt mà ra. Tương thủ môn đem tốc độ tăng đến tối đa, bình tĩnh bất quá mấy tức, song phương đội tàu tự hung mãnh trùng kích cùng một chỗ. Solot cảm giác thế giới có một sát na tạm ngừng, tiếp xuống chính là kinh lôi nổi lên bốn phía. Hắn nhìn đến hai chiếc đại chu, đầu thuyền tương đối đụng vào, ầm vang dừng lại tiến lên. Tiếp đó thân thuyền kịch liệt lay động, nguyên địa xoay tròn, lại đột nhiên tương tiếp đến cùng nhau hai bên thủy thủ cùng các dân binh không kịp chờ thuyền bình phục, tự rống giận huy động vũ khí, nhảy lên địch thuyền, dây dưa chém vết cùng một chỗ. Một cái Mexica dân binh tay trái nghiêng cử tiểu thuẫn, đem đâm tới thạch mâu chặn lại, tay phải sát theo đó đưa ra hát diệu thạch dao găm, cắm vào phía trước địch nhân eo, lại thuận kim đồng hồ dùng sức một quấy. Cái kia chim dung giang thủy thủ tự một tiếng hét thảm, hướng sau té ngửa rơi vào trong nước, rơi xuống nước nơi cấp tốc phiêu hồng dân binh vừa dâng lên vẻ tươi cười, ngược lại đột nhiên mát lạnh, tiếp lấy đau đớn một hồi, trong nháy mắt mất đi khí lực. Cuối cùng cúi đầu lúc, chỉ có thể nhìn thấy chui vào tận thước trường thương. Chết đối diện chim dung giang trường thương binh vì vậy khuôn mặt giữ tận reo hò, đưa tới cách đó không xa chú ý, hắn thử nghiệm rút ra trường thương, lại lập tức không nhổ ra được. Vừa rồi đâm tới dùng quá sức quá sâu, cắm ở xương sườn bên trên. Đang muốn nếm thử một lần nữa, một thanh rìu đá đã từ phía sau đánh tới, hung mảnh nện ở một bên cái cổ yếu hại. Trường thương binh rú thảm chỉ có một nửa, rìu đá lại lần nữa rơi xuống. Tiếp đó một đầu tráng kiện đi chân trần tại bộ ngực hắn một đạp, đem hắn nghiêng đầu thi thể đạp nhập chảy xiết trong sông, trong nháy mắt xóa đi tồn tại vết tích. Đại chu ở giữa, tương hổ tiếp mạng thuyền. Mà đại chu đối thượng thuyền nhỏ, lại là một loại khác nghiền ép. Thiếu niên nhìn đến hơn 10 người tương thủ đồng thời tăng lực, Mesica đại chu tựu bỗng nhiên vọt lên, như là săn mồi liệp báo, thẳng tắp nhào hướng đối diện mấy cái thuyền nhỏ. Một đầu thuyền nhỏ không kịp né tránh, bị đại chu thẳng tắp đụng vào một bên sườn. Thuyền nhỏ nghiêng nghiêng bị nâng lên, mảnh lực bốc lên, cuối cùng một cái xoay chuyển, triệt để phá vỡ. Trên thuyền nhỏ mấy người tựu kinh hô rơi xuống nước, còn đến không kịp mở rộng bơi lội, đón đầu chính là mấy cái thạch màu đâm tới như xuyên dư bình thường xuyên vào trong đầu. Một cái khác thuyền nhỏ vội vàng chuyển lệch, đánh lấy chuyển miễn cưỡng tránh đi, tự lại xoay tròn lấy cùng đại chu tiếp vào cùng nhau. Đại trên thuyền lập tức liền hơn 10 người chiến sĩ gầm rú đánh tới, mười mấy thanh vũ khí lấy nhiều đánh ít, đem trên thuyền nhỏ mấy người đâm thành huyết hồ lô. Liên tục va chạm cuối cùng để đại chu mất đi tốc độ, ngắn ngủi phiêu phù ở trên nước. Chung quanh mười mấy chiếc thuyền nhỏ tìm được cơ hội, liền đàn sói chen chúc đánh tới, đem đại chu súng lại. Các dân binh từ bốn phương tám hướng xông lên, trường thương liền đâm, phốc phốc thanh thật sâu trong thịt, máu tươi lập tức đắm chìm vào giáp bản. Trên nước chiến đấu đặc biệt tàn khốc. Các chiến sĩ đây đó giao thoa dây dưa, vũ khí từ bốn phương tám hướng đánh tới, mà dưới chân luôn là lay động cùng trơn trượt. Một khi rơi vào trong nước, liền thường thường mang ý nghĩa tử vong. Sô lót một bên phân thần tại kịch liệt thủy chiến một bên nhanh chóng kết thúc chiến thần chúc phúc tế tự nghi thức. Tại đối thủ hộ thần Hujilifo cầu nguyện về sau, Mexica các võ sĩ cuối cùng có cùng dị thần tác linh giáo đồ tác chiến lòng tin. Thiếu niên lúc này mới có thể tỉ mỉ tường tận xem xét sông lớn bên trên thuyền. Nơi đây vô luận là Mexica người hay là Kim Dung Giang Nhân, đều chỉ có lấy mái chèo làm động lực không buồn thuyền độc mộc. Cái gọi là thuyền độc mộc, chính là lấy một khỏa thụ thân cây xem như hoàn chỉnh long cốt tiếp đó mở thân cây đào ra thân tàu, tân trang đầu đuôi, một bên sừng cùng mạng thuyền. Ở thời đại này, Trung Châu Mỹ tạo thuyền kỹ thuật có hạn, còn không có đinh sắt gia cố hoặc là lông cốt kép lại biện pháp. Chỉ có lấy một cây đại thụ vì chu, mới sẽ không rỉ nước hoặc là tan ra thành từng mảnh. Bởi vậy, thân cây dài bao nhiêu to hơn, chu thể tự dài bao nhiêu rộng bao nhiêu. Cao lớn rộng lớn Bạch Dương cùng Sam Thụ thường thường là thuyền độc một lựa chọn hàng đầu. May mà lúc này Trung Châu Mỹ xâm lâm dày đặc, hàng trăm hàng ngàn năm đại mộc khắp nơi có thể thấy, cũng không thiếu thuyền độc mộc vật liệu. Trên chiến trường thuyền độc mộc có thể chia làm lớn nhỏ hai loại. Đại thuyền độc mộc là thủy chiến hạch tâm, chế tạo cần thiết hoàn chỉnh đại mộc cùng phức tạp trình tự làm việc. Nó chí ít có dài 15 m rộng 3 m cho phép 4 người song song. Đương nhiên, thuyền độc mộc dán tại trên nước là không có cái gì độ cao có thể nói tại mạng thuyền hai bên, dùng dây thừng cố định rất nhiều hình tròn thuẫn bài, dùng tới bảo hộ tương thủ cùng chiến sĩ, cũng có thể phòng bị ném đá cùng cung tiễn. Muốn có hiệu khu động một chiếc đại thuyền độc mộc, ít nhất cần thiết phân phối 10 tên tương thủ. Tương thủ bên ngoài, một chiếc đại chu nhiều nhất có thể chứa tải 30 tên chiến sĩ, đồng thời bảo trì đầy đủ không gian cung cấp các chiến sĩ huy động vũ khí. Đại thuyền độc mộc cũng là vận chuyển đại kiện vật phẩm công cụ, Di Lopez thành tế bàn chính là bị đại chu vận chuyển hồi Mexico thủ đô. Tiểu thuyền độc mộc là số lượng nhiều nhất bày kiến, chế tạo tự đơn giản dễ dàng nhiều, nó bình thường chiều dài không cao hơn 8 m độ rộng bất quá 1 m 5, hai người song song. Hữu hiệu khu động một chiếc thuyền nhỏ chỉ cần hai tên tương thủ, có đôi khi một người cũng có thể. Nó có thể chứa đựng 6 cái chiến sĩ, hoặc là các loại thể tích vật tư. Đây cũng là ngư dân cùng thương nhân thường dùng nhất thuyền vận tải. Solo biết phương Đông Nahua người cùng người Maya còn có một loại dọc theo bờ biển ghé qua cự chu. Cự chu cần thiết nhất định kỹ thuật cùng thưa thất cự mộc. Nó có dài 30 mét, 3 đến 4 mét chiều rộng. Không có cách, thuyền độc một độ rộng bị thụ chiều rộng nghiêm khắc hạn chế. Loại này có thể ở trên biển vận chuyển cự chu là vải bùn cùng sử dụng thuyền. Sẽ ở ở trung tâm lắp đặt một căn cột buồn cùng một mặt hình chữ nhật đại buồn. Buồn do gia thú, vải bông thậm chí là sợi đây tịch chế thành. Có buồn xem như động lực, trên thuyền cần tương thủ ít nhất chỉ cần 16 người. Nahu người cùng người Maya tự lái cự chu tại vô biên trong hồ lớn xuyên toa, giao dịch trân quý hương liệu, bảo thạch, vũ mau còn có thần yên. Người Maya thậm chí đi thuyền đi qua xa xôi đại đảo, cùng Tano nhân bộ lạc giao dịch thuốc lá cùng bông. Nơi đó là tuy là nguyên thủy, lại sớm đã người ở dày đặc biển K, Ri, B quần đảo. Solok lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Hắn yên lặng tính toán chiêm dung dăng nhân thuyền số lượng. A Huýt đã nói với hắn, lần này Mexico chu sư đại quy mô động viên, từ Tết Cô, Cô Hồ hết thảy đến cứu viện 200 chiếc đại chu cùng 600 chiếc thuyền nhỏ. Bất quá trên thuyền đồng thời không có vận chuyển toàn viên thủy quân, mà là đem một nửa không gian dùng để chứa tải lương thảo cho nên chu sư quân đoàn hết thảy tại khoảng 8.000 người. Mà đối diện Diêm Dung Giang Nhân ước chừng có hơn 100 chiếc đại chu cùng 800 chiếc thuyền nhỏ, toàn bộ chứa đây. Tổng số ước tại 11.000 người, trong đó có 5.000 lên thuyền trường thương dân binh. Diêm Dung Giang Nhân mặc dù là trên hồ chi dân, nhưng hạch tâm địa khu Park Kuka hồ đồng thời không có cùng Le Man Sông liên thông, bọn hắn cũng không thể tập kết ra đầy đủ thuyền lớn. Nội Hà tác chiến, chính là thuyền lớn thắng thuyền nhỏ, nhiều thuyền thắng ít thuyền, nhất là tại cung nỏ, ném đá, hỏa pháo đều không có tình huống dưới. Thiếu niên cân nhắc qua kinh điển hỏa công chiến thuật, A à Huyết cũng một lần tâm động. Chỉ là tìm một vòng, hai người mới tiếc núi phát hiện, ở chỗ này lâm thời góp không ra quá nhiều du lưu. Bởi vì động vật dầu trân khang hiếm, dầu thực vật đắt đỏ, cao sản cây hạt dầu còn không có truyền nhập châu Mỹ lúc nào mới có thể đi Texas hoặc là Venezuela đào dầu hỏa đâu. Hy Lạp hỏa thế nhưng là thủy chiến lợi khí, tuy là cụ thể phối phương còn không rõ ràng lắm. Solot có chút hướng tới, lại có chút tự dễu. Dường như California dầu hỏa cũng không ít, hơn nữa khí hậu ấm áp thích hợp, so luồng không khí lạnh tứ ngược phương Bắc cùng rừng mưa chướng khí Nam phương điều kiện đều tốt hơn. Chỉ cần tạo thuyền kỹ thuật cho phép, thực dân California ngược lại là cái lựa chọn tốt. Ngoài trừ hỏa công cùng viễn trình, mái chèo thuyền buồn thời đại còn có thể tại mũi tàu lắp đặt mũi sừng. Đại chu hung mảnh trùng kích, có thể dễ dàng xé rách thuyền nhỏ. Nhưng mà Mexica nhân cũng không đủ kim loại, Diêm Dung Giang nhân hẳn là không nghĩ tới. Vì vậy, lúc này sông lớn bên trên thủy chiến liền thành tàn khốc tiếp mạng thuyền vật lộn. Sông phương chiến sĩ lại liều chết huyết chiến, thỉnh thoảng có dân binh kêu thảm rơi vào trong nước, trên mặt sông cấp tốc dâng lên một tầng không ngừng khuếch tán đỏ nhạt. Vẹn vẹn hai khắc đồng hồ, sông phương liện các tử thương ngàn người. Nếu như trên đất bằng, chỉ sợ các dân binh sớm đã sụp đổ. Nhưng hỗn loạn hung tàn thủy chiến lại đề cao sông phương nại thủ độ. Hoặc là một thuyền đều chết, hoặc là một thuyền toàn sống, sống sót chu sư còn giữ đầy đủ sĩ khí. Tình huống tựa hồ không ổn. Thiếu niên nhanh chóng tính toán sông phương thương vong tốc độ, con số sẽ không gạt người. A à huyết nhíu nhíu mày. Dựa vào thuyền lớn ưu thế, Mexico chu sư tại bắt đầu va chạm bên trong rất là kiếm lời chút tiện nghi. Nhưng một khi tiến nhập đại quy mô tiếp mạng thuyền chiến, nhân số hoàn cảnh xấu tự thể hiện ra ngoài. Chim dung dăng nhân trường thương binh sát thương không ít chúng ta dân binh, tiếp tục hao tổn nữa chúng ta trước bại. Quan chỉ huy cấp tốc xác nhận tình hình chiến đấu có muốn hay không để võ sĩ hoặc là các dân binh lên thuyền? Thiếu niên kiến nghị đến. Không cần thiết tại trên nước cùng bọn hắn đối hao tổn, thương vong sao quá không có lời. Trước thả bọn họ trường thương binh bên trên đến, lại một ngụm ăn đi. Nói xong, A Huyết tự tin một nắm quyền, dường như đem trên sông địch nhân nắm đến trong lòng bàn tay. Hắn ngay sau đó hạ lệnh, bén nhọn tù và ốc vang vọng sông lớn hai bên bờ. Mexica thuyền liền bắt đầu lui lại, chậm rãi thoát ly tiếp xúc. Quan chỉ huy sau lưng một vạn trực thuộc võ sĩ cũng chỉnh lý vũ khí, tùy thời chuẩn bị xuất chiến. Diêm dung dăng nhân đội tàu đồng thời không có truy kích, qua sông Thủy Chung là nhiệm vụ thiết yếu. Tương thủ môn tăng tốc đi tới, tại bờ sông bãi bùng bên trên cấp tốc dở xuống nhóm lớn trường mâu dân binh, tiếp đó phi tốc trở về bờ nam, vận chuyển hạ một chỉ bộ đội gần 5.000 trường thương binh ngay sau đó lấy tiểu đội tập kết, cấu thành mười mấy viên trận. Bọn hắn sẽ lấy sinh mệnh đổi lấy thời gian, chờ đợi đám tiếp theo viện quân bắt đầu. Mà cách đó không xa đồi núi bên trên, Mexico các võ sĩ sớm đã hưng phấn cầm thuẫn cầm côn, chuẩn bị kỹ càng nên tiếp một tràng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chém dết. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 47 Qua sông Thượng bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com chương 47 qua sông thượng a huyết đứng tại chỗ cao thần sắc tự nhiên chỉ huy chiến cuộc sau lưng của hắn là thiết tốt trong núi doanh trại các cấp quan chỉ huy cờ xí tại doanh trại bên trên tung bay hiện tại hắn trong tay có một ngàn jaguar chiến đoàn một vạn trực thuộc võ sĩ một ngàn thành ban võ sĩ bốn ngàn dân binh còn có tám ngàn thuyền sư Solot ghé vào bên cạnh, một bên quan sát đặc sắc chiến trường, một bên học tập chỉ huy kinh nghiệm, tiện thể ra điểm ý nghĩ xấu, sau lưng của hắn là hơn 100 trường cung vệ đội. Tiếng công tiếng trống tiếp tục tại gò núi Giang vang lên. Hai mặt đại kỳ ngay sau đó hướng hai bên huy động, bốn cái Mexica võ sĩ doanh tự phân thành hai cánh, từ đồi núi bên trên đột nhiên lao xuống. Thiếu niên nhìn đến các võ sĩ phân thành linh hoạt tiểu đội, đem trường thương binh hai bên tiểu trận từng cái bao vây hắn nhìn đến một cái hai trăm nhân kim dung văn trường thương tiểu trận, vừa mới xuống thuyền tụ tập lại một chỗ. Bén nhọn trường thương tích lũy, tụ, tập, dưới ánh mặt trời lóe ra thanh đồng hàng quang. Mười mấy tên Mexica võ sĩ tại phía trước khiêu khích, một bên lớn tiếng la lên, huy động vũ khí, một bên dơ cao lên thuẫn bài, cẩn thận tới gần, dẫn dụ đối diện thương trận trước chỉ. Lúc này, tại thương trận hai cánh đã nhanh chóng xuyên qua hai trăm tên võ sĩ thương trận vừa mới trước chỉ, một cái bách nhân đội ngay tại thâm niên võ sĩ xuất lĩnh dưới, lập tức từ cánh bên phát động xung kích. Các võ sĩ lấy thuẫn bài vì dẫn đường, cấp tốc mà hung mảnh đụng vào trường thương trong đội, thâm nhập địch quân, phá hư thương binh trận hình. Tiếp đó đoạn côn từ trên xuống dưới chặt nghiêng, không lưu tình chút nào nện ở trường thương binh không có bảo hộ lưng sườn. Lợi dụng cận thân ưu thế, đánh vết cầm trong tay trường binh địch nhân lần thứ nhất xung kích điểm tấn công nơi trước mấy hàng trường thương binh hỗn loạn tưng bừng liên tiếp ngã xuống chỉ có phía sau mấy hàng trường thương thủ miễn cưỡng kiệt phản ứng bắt đầu từ phía sau tiến hành đâm tới loại này đâm tới rất khó phòng ngự cũng đủ để phá giáp rất nhanh liền có mấy cái võ sĩ trúng thương ngã xuống lúc này đệ nhị cái bách nhân đội cuối cùng vòng tới thương trận sườn sau các võ sĩ phát động lần thứ hai xung kích đến từ sau lưng xung kích là có tính chất hủy diệt trường thương binh trận hình còn chưa đủ dày, không có cách nào nhiều mặt giao chiến. Lúc này ngay tại công kích phía trước hàng sau thương binh, căn bản không kịp trở lại nghênh chiến, tự nhau nhào trúng côn ngã xuống. Bọn hắn chớp mắt mà chết, như là băng tuyết tan rã tại sôi thang. Nhìn đến phía trước hỗn loạn thương trận, trước hết nhất vụ địch mười mấy tên võ sĩ cũng không do dự nữa, lập tức thuẫn vọt lên, dùng bén nhọn thạch nhận xé rách mềm mại thân thể. Ba mặt giáp công phía dưới, Dinh Dung Giang thương trận rất nhanh tán loạn, sĩ khí cấp tốc hạ thấp, tiếp đó sụp đổ. Không có hiệp đồng trường thương không có chút nào uy lực, vô lực sát qua cận thân võ sĩ giáp gia, ngay sau đó tại võ sĩ cận chiến hạ tán loạn. Thương binh nhóm như là yếu ớt cỏ khô, nhào nhào tại chiến công hạ bẻ gãy, lại tại trong gió im ắng điêu linh. Thiếu niên rất có hứng thú nhìn xem võ sĩ tiểu đội linh hoạt giáp công, đây là đối giao lan quần săn bắn bắt trước. Tiêu diệt một cái 200 nhân trường thương tiểu trận, Mexica các võ sĩ thương vong bất quá 10 người. Bách nhân đội đều do thâm niên võ sĩ xuất lĩnh. Những thứ này trải qua chiến trận cơ sở quan quân là quân đội cốt cán, khống chế nhỏ nhất chiến thuật đơn nguyên. Bọn hắn kinh nghiệm phong phú, tương tự mông cổ quân đoàn Bách Phu Trưởng, có thể căn cứ tự thân đối với thế cục phán đoán, phát động phi thường đặc sắc quy mô nhỏ chiến thuật loại này lấy nhiều đánh ít nhiều mặt săn bắn không ngừng tiến hành, bất quá một khắc đồng hồ, 5.000 trường thương binh đã bị ăn sạch hơn 1.000 người, mà võ sĩ thương vong không đến 1 phần 20. Còn lại trường thương binh không có mù quán tản mát xung kích, cũng không có cuối cùng sụp đổ tứ tán. Bọn hắn chỉ là không ngừng hướng trung gian tụ tập, cuối cùng tạo thành một cái 3.500 trường thương binh đại trận. Đại trận dưới sự chỉ huy dần dần biến tròn, khoảng chừng mấy chục tầng dày, như là một đầu cự đại con nhím. Mười mấy tên tuổi trẻ võ sĩ đuổi theo tàn quân, bị thắng lợi mới vừa rồi làm choáng váng đầu óc. Bọn hắn tự tin hướng thương binh đại trận xung kích, kết quả chạm mặt tới chính là ba tầng mấy trăm chi trường thương. Bất quá hơn mười lần trùng kích, một cái võ sĩ thuẫn bài tự bị mang nghiêng nghiêng, lộ ra phía bên phải khe hở. Sát theo đó, vài thanh trường thương từ phía bên phải đâm tới, vài tiếng phốc phốc phá vỡ mà vào giáp da, Nửa đoạn kêu thảm thuẫn bài rơi xuống đất, máu tươi vẫy ra thân thể ngã xuống. Tuổi trẻ các võ sĩ rất nhanh bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống, chỉ là nhùm đỏ thanh sắc mũi thương. Tiếng trống dừng lại, thật dài tù và ốc tiếng vang lên. Mexica các võ sĩ liền dừng bước tụ tập, chậm rãi lui lại. Bọn hắn cấu thành bốn cái võ sĩ doanh, từ ba phương hướng nữa vây lại trường thương đại trận, tối hậu phương thì là cùng trào mãnh liệt trường hà. Lúc này Jin dung Giang thuyền sư đã trở về bờ nam, nhóm thứ hai dị tộc lính đánh thuê đoàn cũng bắt đầu lên thuyền. Cái này khoáng đồ tạo thành trường thương binh không tệ. Qua sông phía sau còn có thể kết trận, thương vong hơn một ngàn cũng không có tan tác. Nếu không phải trang bị quá kém, cũng coi là một đầu cường binh. Khó trách bị cái thứ nhất vận qua sông. Solot cảm thán nói. Đúng, cái này trường thương binh kỷ luật quả thật không tệ, Khả năng so đối diện võ sĩ còn tốt chút. Bất quá bọn hắn sĩ khí đã rất hạ. Nếu như không phải là bởi vì Lưng Tự sông lớn, không đường thối lui, đã sớm tán loạn. Bọn hắn nếu là toàn viên giáp gia, võ sĩ thương vong hội lớn hơn nhiều. A huyết điểm đầu tán thành. Bất quá lại tinh nhuệ dân binh cũng chỉ là tiêu hao phẩm. Cái thứ nhất đưa tới, chính là muốn dùng mạng của bọn hắn đến cấp các võ sĩ đệm chân. Tiếp xuống cái thứ hai qua sông bộ đội cũng vẫn là đi tìm cái chết. Không nhìn thấy cơ hội, cao quý các võ sĩ cũng sẽ không dễ dàng xuất động. Quan chỉ huy mỉm cười nói ra lãnh khốc hiện thực. Làm sao bây giờ? Thiếu niên chỉ chỉ con nhím tự như đại thương trận. Cường công sao? Cái thứ hai qua sông quân đoàn đã nhanh xuất phát. Cường công thương vong quá lớn. A à Huýt huyết lắc đầu. Dùng viễn trình trước tiên đem một ngàn ném đá phái đi ra quấy rối. Jaguar ném mâu có hạn, muốn lưu tại phía sau. Hiện tại tự dùng tân trường cung vệ đội bắn xa, cũng nhìn một chút tân bộ đội uy lực. Cái này mới là trường thương binh toàn bộ nhờ trận hình. Chỉ cần trận cướp buông lỏng, thương binh tản ra hoặc là xuất kích, các võ sĩ liền có thể từ phía sau cho bọn hắn một kinh hỉ. Quan chỉ huy nghe răng cười một tiếng. Một ngàn ném đá binh rất nhanh từ doanh trại xuất phát, tiến lên đến ly thương trận 120 mét cự ly. To bằng trứng ngỗng thạch đầu như mưa rơi rơi xuống, đập trường thương trận một mảnh phân loạn. Bất quá, ném đá thanh thế tuy là rất lớn, mỗi vòng sát thương cũng không quá hơn 20 người, thương trận còn tại đau khổ chống đỡ. Sau đó, Bơ Tát mang theo hơn 100 trường cung vệ đội, đi tới cự ly trường thương trận 150 mét vị trí. Tại một cái võ sĩ doanh bảo vệ dưới, trường cung các võ sĩ bắt đầu ổn định bình bắn. Đối mặt to lớn như vậy dày đặc thương trận, bình bắn trường cung bạo phát ra uy lực kinh người. Solot trông thấy một cái tinh hãng võ sĩ kéo cung tới mãn, một mắt hơi hơi nhắm chuẩn, liền bắn tên mà ra. Một đầu 75cm cốt tiễn gào thét, dễ dàng xé rách hàng trước nhất thương binh đơn bạc áo vải, xuyên thấu hắn lồng ngực ấm áp, từ không rộng sau lưng lộ ra, lại đâm vào hậu phương thương binh cánh tay hai chi trường thương liền đồng thời rơi xuống đất, hàng trước thương binh vô lực ngã xuống, lại mang đảo hậu phương đồng đội. Ấm áp chất lỏng liền từ trong lòng ngực chảy ra, dạt dào chảy vào mặt đất, để thân thể biến hàng lãnh. Hơn 100 tên trường cung thủ, 150 mét bình bắn. Mỗi vòng sát thương 40, 50 người, sát thương xuất đến kinh khủng 4 thành, mà mỗi phút có thể bắn 6 vòng. Trường cung xạ kích bất quá 3 phút, phía trước trường thương đại trận lập tức tán loạn. Trước mấy hàng không giáp không thuẫn trường thương binh cũng chịu không nổi nữa, trù lên giờ thương hướng trường cung các võ sĩ đánh tới. Trường cung các võ sĩ ngay sau đó lui lại, lui về phía sau 50 mét, đổi một cái phương hướng tiếp tục xả kích. Hậu phương võ sĩ doanh tắc thì lập tức cử thuẫn hướng về phía trước, bọn hắn đây đó phối hợp, linh hoạt tiến công, đem top 5 top 3 đánh tới trường thương thủ biến thành thi thể bị xung kích trường thương binh kéo theo, một bộ phận trường thương binh cũng đi theo tiến công, những cái khác tại nguyên chỗ do dự, đại trận bắt đầu tán loạn. Lúc này, một người mặc giáp da, mang theo mũ giáp, thủ lĩnh bộ dáng trung niên tráng hán ở trong trận gầm thét. Hắn huy động cánh tay, tự hồ tại duy trì đại trận trật tự. Bơ tát con mắt khẽ híp một cái, như ưng ánh mắt khóa chặt chính giữa thủ lĩnh. Hắn sắc mặt thông dong, từ ống tên bên trong lấy ra một căn thanh đồng tiễn. Tiếp lấy võ sĩ trưởng cài tên thượng cung, kéo cung như viên, nhắm lại một con mắt nhắm chuẩn, lại hơi hơi miếm môi một cái, nhẹ nhàng ngừng thở. Chốc lát trầm tĩnh, kế tiếp là bén nhọn tiếng xé gió. Một đầu trường tiễn cực kỳ gấp gáp, vạch ra một đạo thấy không rõ quỷ tích, lướt qua chung quanh trường thương, nghiêng xuống đâm xuống nhập trung niên tráng hán con mắt. Mũi tên từ sau não lộ ra, Tráng Hán lập tức liền không còn thanh âm, thẳng tắp nghiêng đầu ngã xuống đất. Chung quanh thương binh liền lập tức xôn xao. Bơ Tát lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Luyện lâu như vậy xạ kích, hắn cuối cùng có thể bắn trúng đầu. Theo thương binh quan chỉ huy bỏ mình, trường thương binh trận hình cũng không còn cách nào duy trì. Trường cung võ sĩ xạ kích lại kéo dài 5 phút, tự không thể không dừng lại. Đối diện viên trận đã trở thành phá nát gần sống. Bốn cái võ sĩ doanh liên tiếp từ ba mặt phát động xung kích, phân loạn trường thương dân binh cùng các võ sĩ đang xen vào nhau, các võ sĩ đã có thể vui sướng cận thân thu hoạch. Trường thương bẻ gãy, máu tươi chảy ngang, còn sót lại trường thương binh nhóm dần dần lui hướng sau lưng sông lớn, Diên Dung Dân Nhân tại kêu gào tuyệt vọng trung bị đánh ngã. Mà lúc này, tại Mexico thuyền sư quấy rối dưới, nhóm thứ hai Diên Dung Dân Nhân thuyền sư cuối cùng đến bờ bắc năm ngàn dị tộc lính đánh thuê sĩ khí dân cao. Bọn hắn điên cuồng gào thét nhảy xuống thuyền, không chút nào dừng lại hướng gò núi bên trên quan chỉ huy kỳ phát động xung kích. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 48 Qua sông Hạ Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 48 Qua sông Hạ A Huyết nhíu nhíu mày, nhìn xem chính can đảm đột kích mà đến địch nhân, lại lần nữa hạ lệnh. Ngay sau đó, trường cung vệ đội cấp tốc lui lại, rút lui bên trên gò núi, bọn hắn ngừng bắn, ngay tại khôi phục lực cánh tay. Mà bốn cái võ sĩ doanh từ trên núi đập xuống, cử thuẫn nắm côn, cùng đánh thẳng tới dị tộc lính đánh thuê đánh tới cùng nhau. Trong chốc lát, vũ khí cùng thuẫn bài giao thoa, chiến trống cùng gào thét cộng minh. Những thứ này tóc tai bù xù, vũ khí tạp nhạp cuồng giả chiến sĩ dị thường hung hãn. Bọn hắn cơ hồ không chút nào phòng ngự, chỉ là quơ rượu đá chiến côn, không màng sống chết tiến công. Solot nhìn xem một tên gầy gò chi chim khuyển duệ, như là dao lan nhạo tới trước, gắt gao ông lấy một tên võ sĩ thuẫn bài. Phía sau lưng của hắn ngay sau đó bị chiến côn đánh nứt, thân hình uốn cong, y nguyên vặn vẹo treo ở trên tấm trắng. Võ sĩ chỉ có thể ném đi tay trái thuẫn bài. Một vị khác thấp bé khuyển duệ nhìn đến cơ hội, dùng sức vung vẩy lên hai tay rìu đá, vỗ đánh nện ở võ sĩ bên hông. Võ sĩ bị đau không lưng, tay trái rút ra dao găm, đâm vào khuyển duệ bẹn đùi bộ, máu tươi lập tức chảy ra. Thấp bé khuyển duệ lại điên cuồng cười to, đối với mình vết thương không quan tâm, chỉ là đem hết toàn lực, lại lần nữa huy động rìu đá. Rìu đá nện ở võ sĩ trên đầu, phá vỡ một cái thật sâu lõm khẩu, cái sau trong nháy mắt mất mạng khuyển duệ ngay sau đó cười ha ha, vô lực quể oải ngã xuống đất, cùng võ sĩ giao hòa chết đi, dường như cùng Mexico nhân có cừu hận bất cộng đái thiên. Thật sự là nhanh nhẹn hung hãn, nhẹ chết dễ phát. Thiếu niên nhìn không được cảm thán. Dưới núi chiến trường cách hắn bất quá 200 mét, hắn nhìn cách đó không xa vặn vẹo dây dưa thi thể, trong lòng hơi hơi phát lạnh. Nếu như là ô người cùng tôn tét phản dân liều mạng như vậy, xác thực có thể lý giải. Xô lót nghĩ nghĩ, nhưng là chi chim khuyển duệ không cần thiết điên cuồng như vậy a. À. Chi chim khuyển duệ xưa nay hung hãn không sợ chết, bọn hắn thói quen tử vong, tử vong là một bộ phận trong cuộc đời của bọn họ. Tự hồ là xem thấu thiếu niên ý tưởng, A à Huyết nghiêm túc giải thích nói. Những thứ này chi chim khuyển duệ trải rộng tại Tây Bắc hoang mạc, sa mạc còn có đồng cỏ bên trên, rất ít tham gia trồng trọt, chỉ là truy đuổi con mồi. Bọn hắn bắt dết lộc, trâu rừng, lan, báo, sư tử, gà tây, điểu, ngư thậm chí là nhân, tất cả mọi thứ có thể no bụng đồ vật. Khuyển duệ nhóm phân thành từng cái bộ tộc, không ngừng di chuyển, không ngừng du liệt, không ngừng xuôi nam cướp đoạt. Bọn hắn tại thực vật phong phú thời tiết cấp tốc sinh sôi, tại thực vật thiếu thốn thời gian chém giết lẫn nhau. Tuổi già bộ lạc dân sẽ bị không chút do dự đuổi ra ngoài, trở thành lan cùng bộ tộc khác con mồi mấy năm liên tục phong sa cùng cơ hàng để bọn hắn nhanh chóng già nua, ngoại trừ tác mãn cùng tù trưởng, có rất ít người có thể sống qua 40 tuổi. Khuyển duệ sinh mệnh tự như giả thú, tử vong lại phổ biến bất quá. Bọn hắn vi thực vật cùng nước chém giết, vì tranh đoạt nữ nhân chém giết, vì trở thành đầu lĩnh chém giết. Một tràng hàng lưu, một lần khô hạn, một trận thực vật thiếu thốn, chính là đại loạn chiến bắt đầu. Bộ lạc giang hội tương hổ đi săn, dùng đối phương già yếu sống qua đói khác thời tiết nghe đến đó nhìn lại một chút phía dưới điên cuồng chiến đấu thiếu niên một trận tê cả da đầu bọn hắn đối với chúng ta thành ban cùng quân đoàn uy hiếp không lớn chỉ là thường thường hủy diệt biên cảnh thôn trang chỉ có hèn yếu ô tô mi nhân mới có thể hướng bọn hắn cung cấp thức ăn đem đổi lấy hòa bình a huyết cuối cùng có chút khinh miệt nhìn xem những thứ này điên cuồng khuyển duệ đó là bởi vì bọn hắn còn không có mã cũng không có ngưu D. Yeah. Solot trong lòng hiểu rõ. Bắc Mỹ trâu rừng không thể thuần hóa, người Tây Ban Nha còn không có mang đến đàn ngựa. Chi chim khuyển duệ còn ở vào dân tộc du mục nguyên thủy nhất giai đoạn, đối làm nông dân tộc thành bang còn nói không lên uy hiếp, nhưng đã biểu hiện ra cực hạn tốt chiến cùng điên cuồng. Đợi đến có ngựa, để bộ tộc di chuyển nhanh chóng liên hợp, chăn nuôi lên dê bò, gia tăng du mục bộ lạc nhân khẩu, lại học hội cung tiễn, đề cao viễn trình tiến công vũ lực, bọn hắn liền sẽ trở thành trung châu Mỹ làm nông đế quốc nhất bền bị xâm phạm biên giới. Tự như thiên triều phương Bắc không ngừng hưng khởi dân tộc du mục. Solot lót rõ ràng, hậu thế người Tây Ban Nha sẽ cùng chi chim nhân đánh một trận tiếp tục 50 năm chi chim chiến tranh. Trong chiến tranh, chi chim nhân học xong kỵ mã, bắn tiễn, sử dụng súng mồi lửa, thậm chí sống qua bệnh truyền nhiễm, cuối cùng dùng du mục dân du kích chiến tranh khiến cho người Tây Ban Nha cầu hòa. Người Tây Ban Nha chỉ có thể đổi dùng lôi kéo thủ đoạn, miễn phí cung cấp thức ăn, công cụ, súc vật cùng thổ địa, dùng truyền giáo sĩ cùng điểm định cư tới đồng hóa khuyển duệ nhóm, như vậy 100 năm mới dần dần tiêu trừ phương Bắc xâm phạm biên giới. Thiếu niên tiếp tục xem dưới núi chém vết. Nói tóm lại, 4.000 Mexica võ sĩ vẫn là chiếm cứ lấy thường phong. Thuẫn bài cùng giáp gia có thể hữu hiệu đề cao sinh tồn suất, thành thạo võ nghệ cũng có thể càng nhanh đánh vết đối thủ nhưng võ sĩ thương vong tỷ suất đã vượt xa khỏi cùng trường thương binh giao chiến, cơ hồ mỗi năm cái chi chim nhân liền có thể đổi đi một cái võ sĩ. Tại hai người thảo luận chốc lát, đã có gần trăm tên võ sĩ chiến tử. Nhìn xem khuyển duệ cái này tử chiến không lùi tư thế, thật chẳng lẽ muốn chết đến một ngàn tên võ sĩ. Sô lót lắc đầu. Lại quan sát dây dư trận tuyến, trường cung võ sĩ hiển nhiên cũng vô pháp xạ kích. Thương vong quá lớn, không bằng xuất động Jaguar chiến sĩ. Thiếu niên kiến nghị đến. A à huyết hướng viễn phương nhìn ra xa, nhìn đến chiên dung gian đội tàu vừa mới trở lại bờ bên kia, ngay tại vận chuyển nhóm thứ ba quân đoàn. Xem tình hình hẳn là cầm trong tay một thuẫn đồng mâu, người mặc giáp da mũ giáp võ sĩ. Hiện tại hắn trong tay còn có một ngàn Jaguar, ba ngàn võ sĩ, bốn ngàn dân binh. Quan chỉ huy đầu tiên là điểm đầu, tiếp lấy lắc đầu tiếp lấy máy mặt chiến kỳ huy động, liên phiến trống trận gõ vang. Một ngàn Jaguar chiến sĩ như buông ra công xiền mảnh thú, hung hãn từ cánh bên nhào vào phá nát trường thương phương trận, hoàn toàn đem trường thương binh đánh tan. Bọn hắn thú nón trụ chấp động, trong miệng bắt chước được sư hổ gào thét, chiến công tự như ti chấp toàn lực vung đánh. Còn sót lại trường thương dân binh vùng vẫy bất quá mấy tức, cuối cùng tại liên tiếp đã kích xuống sĩ khí sụp đổ, tiếp lấy thành đàn bỏ xuống vũ khí, tuyệt vọng nhảy vào sau lưng sông lớn. Ngay tại lúc đó, 3.000 dân binh cũng từ doanh trại trung ra tới, tại 200 quan chỉ huy vệ đội đốc xúc bổ nhào xuống hướng chém giết khuyển duệ. Các dân binh huy động đơn giản thạch mâu thạch chùy vượt qua võ sĩ đại đội, cấp tốc vọt tới cùng khuyển duệ giao chiến một tuyến. Bọn hắn thạch mâu có thể đâm vào khuyển duệ không giáp thân thể, khuyển duệ rượu đá cũng có thể dễ dàng đem dân binh đánh ngã, song phương liền nhanh chóng dây dưa ngã xuống bốn cái võ sĩ doanh có ăn ý đồng thời lui về phía sau, một bên khôi phục thể lực, một bên trọng chỉnh trận hình. Đang khôi phục nhất định tổ chức độ về sau, các doanh quan chỉ huy tự động hướng hai bên triển khai, ý đồ ngăn lại khuyển duệ cánh bên cùng sau lưng. Quan chỉ huy vệ đội cũng tiếp tục tại dân binh hậu phương đông đốc, duy trì dân binh sĩ khí. Hiện tại, A Huyết trong tay chỉ có 3.000 võ sĩ, 1.000 ném đá dân binh, 100 trường cung vệ đội nhóm thứ ba chim Dung Dân nhân đội tàu chính chở 5.000 võ sĩ, hướng bắc bờ độ tới. Quan chỉ huy lại lần nữa hạ lệnh, Mexica thuyền sư bắt đầu đem hết toàn lực quấy nhiễu đối phương đội tàu, trở ngại địch quân qua sông. Thỉnh thoảng có Mexica đại thuyền phát động xung kích, từ hai bên vọt tới Kim Dung Dân nhân thuyền nhỏ. Tiếp lấy chính là nổ vang một tiếng, cự đại động năng va chạm, đem trên thuyền võ sĩ cùng người chèo thuyền cùng nhau đụng vào trong sông tiếp đó đại thuyền tương thủ lại lần nữa phát lực các dân binh biên giao chiến biên cấp tốc lui lại tại cái khác thuyền nhỏ võ sĩ tụ tập trước đại thuyền tự thoát ly tiếp xúc tiếp lấy nghỉ ngơi chốc lát chờ tương thủ thể lực khôi phục lại lần nữa tiến hành va chạm loại công kích này mục đích cũng không phải tạo thành quá lớn sát thương chỉ là tại hết sức bảo tồn chính mình dưới điều kiện phát huy thuyền lớn ưu thế trì trệ địch quân đội tàu hành động cự ly trường thương binh sụp đổ bất quá một khắc đồng hồ thời gian. Đối bọn hắn vây công liền đã tiến nhập vết chốc hồi cuối. Diêm dung dân người đã buông xuống trường thương, hoặc là đầu hàng, hoặc là nhảy xuống nước. Hậu phương trường hạ để truy kích quá trình biến cực kỳ nhanh chóng mà đơn giản. Các võ sĩ thương vong chỉ phát sinh tại ngắn ngũi dằn có trạng thái, một khắc này chung tử trận gần 200 võ sĩ. Mà theo Jaguar chiến sĩ vỗ đánh, phía sau chính là thiên về một bên đánh giết ngắn mũi tiếng ốc biển vang lên lần nữa theo chiến kỳ vung vẩy một ngàn jaguar chiến sĩ bắt đầu khôi phục trật tự bọn hắn tính kỷ luật tối cao dần dần triệt thoái phía sau hồi gò núi bắt đầu một lần nữa tập kết mà bốn ngàn truy nộp võ sĩ đã hoàn toàn tản ra bọn hắn kịch liệt truy kích tại bờ sông cùng trong sông dãy dụ thương binh nhóm còn muốn thật lâu mới có thể lại lần nữa chỉnh đốn đội ngũ còn lại 4.000 dị tộc lính đánh thuê lúc này đã hoàn toàn lâm vào võ sĩ cùng dân binh bao vây. Dân binh ở tiền tuyến cùng khuyển duệ nhóm tàn khốc trao đổi lấy sinh mệnh. Các võ sĩ từ phía sau lấy nhiều đánh ít, phát huy đầy đủ thuẫn bài cùng trận hình ưu thế, ổn định thu gặt lấy cùng bạo địch nhân. Lúc này, Diêm Dung Giang 5.000 võ sĩ cuối cùng bắt đầu đổ bộ, cầm thuẫn cử mâu tinh nhuệ nhóm bắt đầu tới gần tập kết. Rất nhanh, hai cái võ sĩ doanh đã thành hình tại bãi cát. A huyết lại lần nữa hạ lệnh, trường cung các võ sĩ tại 200 mét trong khoảng cách, đối chim dung dăng các võ sĩ tiến hành nhanh chóng xả kích. Bọn hắn mỗi phút xạ kích 10 tiễn, tại lực cánh tay hoàn toàn hao hết trước, nhiều nhất tiếp tục 10 phút. Hung mảnh trường tiễn thế đại lực trầm, đính tại võ sĩ trên tấm trắng phát ra đốt đốt tiếng trầm, ngẫu nhiên là ken ken giòn âm thanh, đây là thư thất đồng thuẫn. Mà tại thuẫn bài giang khe hở, thỉnh thoảng có trường tiễn xé tan phá giáp, phốc phốc vào thịt, tiếp theo là đè nén rú thảm, cùng bịch rơi xuống đất. Thỉnh thoảng có tư thăm võ sĩ chậm dần xạ tốc, tinh tế nhắm chuẩn chốc lát, tiếp lấy một mũi tên lao vùng vụt, bắn vào địch nhân mặt, xuyên qua đầu, nhất kích tất sát. Đối mặt cầm thuẫn mặt giáp, phân tán sắp xếp tinh nhuệ võ sĩ, trường cung sát thương xuất tựu hạ thấp chỉ có một thành. Tại 5 phút bắn nhanh trung, ước chừng có 500 tên chim dung giang võ sĩ ngã xuống đất, không rõ sống chết quan chỉ huy phái ra cuối cùng ba cái võ sĩ doanh, hộ vệ tại trường cung vệ đội bên cạnh, chờ địch quân võ sĩ trùng kích. Lui về gò núi một ngàn Jaguar chiến sĩ vừa mới chỉnh đốn đội ngũ hoàn tất. Bọn hắn mỗi người mang lên tất cả ba cây phóng lao, rút ra một thanh cắm vào ném mâu khí trung, tiếp đó chạy chậm đến chạy về phía kim dung giang võ sĩ cánh bên. Thẳng đến 30 bước cự ly, mới bỗng nhiên một thanh hổ gầm, ném mạnh ra tay trung ném mâu trầm trọng ném mâu vạch ra có thể thấy rõ đường công, lại mang theo không cách nào chống cự động năng, răng rắc một thanh xuyên thấu chất gỗ thuẫn bài, cắm vào địch nhân ngực bụng. Cường đại động năng để bị bắn trúng võ sĩ chấp mắt ngã xuống đất, thô to mũi thương tắc thì đâm ra nghiêm trọng vết thương. Trúng thương giả không phải trọng thương chính là lập tức tử vong, chỉ có đồng thuận mới có thể miễn cưỡng phòng ngự. Chỉ là vòng thứ nhất ném mâu, liền nhường 200 võ sĩ ngã xuống đất, trọn vẹn hai thành sát thương hiệu suất. Jaguar chiến sĩ tại nguyên chỗ thoáng nghỉ ngơi, cắm vào cái thứ hai ném mâu chuẩn bị. Bờ Nam lại đột nhiên truyền đến bén nhọn tù và ốc âm thanh, đây là mệnh lệnh rút lui. Dừng ở bên bờ chim dung giang thuyền sư lập tức lần nữa tân trang tải vừa xuống thuyền võ sĩ. Những thứ này các võ sĩ không cam lòng quơ trong tay đồng mâu, sau đó tại đại trên thuyền một vị nào đó quan chỉ huy cao giọng mệnh lệnh dưới, trên mặt không cam lòng quay người lên thuyền. Bơ tác hướng chim dung giang nhân chỉ huy thuyền ngắm chốc lát, sau đó bất đắc dĩ dời đi. Hắn tiện tay tìm cái chính đại thanh gào thét, vùng mâu thị uy, từ đó không môn mở ra võ sĩ bắn chết. Cái kia chiếc đại thuyền cách hắn khoảng chừng 250 mét, địch quân quan chỉ huy cẩn thận giấu ở hộ vệ trung. Thân thuyền còn tại không ngừng di động phiêu đảng, không có chút nào bắn trúng nắm chắc. Jaguar võ sĩ vòng thứ hai ném mâu chỉ bắn tới cái cái đuôi, Vòng thứ ba càng là chiến quả trải rác. Cung tiễn thủ lại đối thuyền bắn 5 phút thẳng đến thoát lực. Chim Dung Giang thuyền đoàn liền đã khởi hành nam phản, tại bên bờ lưu lại không đến 1.000 cụ võ sĩ thi thể, xem như kịp thời dừng lại tổn hại. Đi về phía nam thuyền không thèm để ý chút nào trong nước dãy dụa lấy đến gần trường thương các dân binh, chỉ là đem những thứ này tay không tiêu hao phẩm lưu cho còn tại quấy rầy Mexico đội tàu. Mexico thuyền sư liền cũng không có tiếp tục cùng vận chuyển võ sĩ đội tàu dây dưa Chỉ là tụ tập tại ở gần bờ bắc trên mặt sông Nhẹ nhõm thu gặt lấy trong nước tàn binh Bọc nước nhẹ nhàng đem ngã xuống đất võ sĩ bao phủ Tiếp đó đánh lấy quyển đem một vài mang đi phiêu khởi Còn lại lại nhẹ nhàng lộ đầu ra Dường như đây là đổ máu trang sức Trang phục chiến trường dư huy Còn sót lại hai ngàn dị tộc lính đánh thuê cuối cùng từ cuồng nhiệt trung tỉnh lại Nhìn xem đi xa đội tàu con sót lại ô tô mi người cùng tôn tét phản dân hoàn toàn mất đi sĩ khí. Bọn hắn thất thần xoay người quỳ xuống, vô lực uống gối đầu hàng, tiếp đó chờ đến không lưu tình chút nào đón đầu một kích. Tại cái này tàn khốc hai khắc đồng hồ chém vết bên trong, Mexica tử trận trọn vẹn 300 võ sĩ, gần 1.200 dân binh. Các dân binh một lần chạy tán loạn, hậu phương quan chỉ huy vệ đội vô tình chém vết gần trăm người, mới lại lần nữa xua đuổi dân binh lên trên mà cuối cùng gần ngàn khuyển duệ tắt thì phát ra giao lan gào thét, đây là bọn hắn tại cố hương quen thuộc nhất thanh âm. Sói tru xem như chiến đấu xung kích hào, một đường nương theo lấy mỗi một cái chi chim nhân. Bọn hắn tại sói tru trung sinh ra, thành thục, giao phối, chém giết, mà người may mắn đầy đủ già nua, liền có thể nên đón rơi vào trong bụng sói chung cuộc. Khuyển duệ nhóm cuối cùng điên cuồng hướng về trên núi quan chỉ huy kỳ xung kích, quan chỉ huy vệ đội cũng bị bắt gia nhập chiến đấu. Solot nhìn xem cái cuối cùng khuyển duệ chết tại cách mình 50 bước vị trí bên trên, hắn một cái cánh tay bị chiến côn đánh gãy, sau lưng cắm bơ tát một mũi tên. Miệng của hắn gắt gao cắn tại một cái dân binh trên cổ, hai người ông ấp lấy chết cùng một chỗ, khóe miệng còn mang theo kỳ dị mà vặn vẹo dáng tươi cười. Thiếu niên lắc đầu, khuyển duệ cuối cùng này dãy dụa lại mang đi 500 dân binh, còn có hơn 50 tên võ sĩ. Mexica các võ sĩ đã dần dần đã tìm được ứng đối khuyển duệ phương pháp. Tới gần võ sĩ phối hợp với nhau, xếp thành chặt chẽ đội hình, nhiều thuẫn bài phòng hộ, lấy nhiều đánh ít. Tiếp đó vung đánh khuyển duệ đầu hoặc là cái cổ, gắn đạt tới một kích trí mạng, không cho đối phương vùng vẫy dậy chết cơ hội. A à huyết, để các võ sĩ lưu điểm thủ, lưu cho ta mấy cái trường thương binh đội trưởng. Solot bắt lấy quan chỉ huy cánh tay nói đến. Ngươi nghĩ tổ kiến trường thương binh. A à huyết từng nghiêm túc chỉ huy trung đi ra ngoài, khóe miệng liền dẫn lên dáng tươi cười. Đúng. Mexica chưa thành ban nhóm có rất nhiều khai thác trung vàng bạc quặng mỏ, ta chuẩn bị từ trong đó chiêu mộ một nhóm thợ mỏ luyện một chút. Thiếu niên tự tin cười một tiếng, chỉ chỉ trên đất tảng mát trường thương. Vừa vặn hiện tại có một nhóm thanh đồng đầu thương. Được. Đều tùy ngươi. A à huyết cười ha ha một tiếng, lần này may mắn mà có người xây dựng trường cung võ sĩ, bọn hắn lực sát thương cùng lực bộc phát làm cho người chấn kinh. Cung tiễn còn có thể đánh vỡ đối phương trận hình, nắm giữ chiến thuật quyền chủ động. Ta rất yêu thích cái này bộ đội, muốn ưu tiên mở rộng kích thước của bọn họ. Tốt. Các loại tràng chiến dịch này kết thúc, chúng ta tự tiếp tục chế tạo trường cung. Solot gật gật đầu, tiếp đó nhìn về phía người chết nằm ngổn ngang chiến trường các võ sĩ đang đứng tại huyết thủy trung hò hét treo hò, hướng rút lui chim dung dăng đội tàu thị uy. Chiến đấu kết thúc rồi à? Chiến đấu kết thúc. A à huyết nhìn về phía đại sông bờ nằm chim dung dăng đại doanh. Chim dung dăng quốc vương đại kỳ như trước tung bay. Cơ sĩ hạ là liên miên doanh trướng, đến hàng vạn mà tính vung vẫy đồng mâu võ sĩ, khắp núi khắp đồng dân binh, còn có tại xa xôi trên hồ vận chuyển lương thực thuyền nhỏ. Nhưng chiến tranh, vừa mới bắt đầu. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 49 Chờ đợi Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 49 Chờ đợi tà dương đem thiên không nhuộm thành mông lung hồng sắc, như là thần chi nhìn chăm chú đại địa con mắt, thưởng thức nhân gian bao la hùng vĩ chém giết. Phẩm vị cái kia sinh mệnh tế tự cùng dân tặng lễ vật. Tiếp đó thần mỉm cười, tạo nên trường hà phím hồng gần sống, cuốn đi hết thảy lạnh lẽo tế phẩm, cuối cùng hài lòng nhắm đôi mắt lại, thế giới tự biến mất tại trong bóng tối. Chiến đấu kịch liệt cuối cùng có một kết thúc, điểm điểm lửa trại tại sông lớn hai bên bờ giấy lên. Các dân binh đã thu thập xong chiến trường. Bọn hắn vùi lấp chết đi dũng sĩ, thu thập còn sót lại binh khí khôi giáp, đồng thời đem bọn tù binh tụ tập cùng một chỗ. Trận này qua sông chi chiến kéo dài một cái buổi chiều, Jin Dung dân Nhân thừa nhận thương vong to lớn. Bởi vì sông lớn ngăn cản, trường thương dân binh cùng dị tộc lính đánh thuê đoàn bị hoàn toàn tiêu diệt. Có thể bơi qua trường hà, trốn về bờ năm người sống sót ít càng thêm ít. Hai chi tinh nhuệ dân binh thương vong tại một vạn, mà cuối cùng một nhóm đổ bộ võ sĩ cũng thương vong gần ngàn người. Thời khắc này bờ năm, các tế tự lại lần nữa leo lên thần đài, điểm lên ngọn lửa U Lam, vì vong hồn dẫn đường, đi đến vô hạn mỹ hảo thế giới dưới đất. Mexica nhân tổn thất cũng không ít. Cùng trường thương dân binh đối chiến tử trận 300 võ sĩ, lính đánh thuê đoàn chém giết tử trận gần 400, hết thảy tử trận 700 võ sĩ, còn có 1.800 dân binh. Thương vong chủ yếu tập trung ở tàn khốc dặn co nhau cùng dây dưa giai đoạn, đặc biệt là cùng khuyển duệ truyền đấu. Những thứ này không sợ chết khinh bộ binh để lót có chút kiên kỵ. A-Z liên minh thói quen chinh phạt, cũng có được hoàn thiện trị liệu thế hệ. Lúc này, người bị thương đang bị trị liệu. Cầm máu trừ độc ti lan nước cùng huyết mộc dịp số lượng có hạn, chỉ có thể dùng tới cung ứng người trọng thương. Xô lót liền cùng tùy tùng cùng nhau, nấu nước nấu vải, cấp vết thương nhẹ viên tiến hành giảng dị trừ độc băng bó. Một trận chiến này, trường cung võ sĩ làm ra tác dụng mang tính chất quyết định. Tại không có kỵ binh châu Mỹ cung thủ chiến thuật hiệu quả là không thể thay thế. Trường cung các võ sĩ chống đỡ gần xạ kích, hoàn toàn dao động dày đặc trường thương phương trận trận hình, để các võ sĩ có thể xông vào thương trận, cận chiến chém giết. Đồng thời, trường cung chuyển vận cũng đầy đủ cường lực, thương tổn vượt qua tưởng tượng của mọi người. Trung cự ly trường cung xạ kích cũng đủ để uy hiếp giáp gia mục tiêu. Đây là lần thứ nhất, các võ sĩ sinh mệnh như vậy yếu ớt bãi các đổ bộ võ sĩ tại trường cung hạ vẫn lạc như hoa anh đào đối diện quan chỉ huy liền lập tức giao động tác chiến ý chí tại thô thô đoán chừng võ sĩ khả năng thương vong về sau diêm dung giăng nhân liền dứt khoát rút về bờ nam đêm xuống lại là một tràng tang lễ long trọng cô quân ở bên ngoài doanh địa lương thực luôn là có hạn bắt tù binh rất nhiều thiếu niên tế tự chỉ là cố ý lưu lại mấy chục tên trường thương dân binh còn lại chính là lửa trại tế vũ, cầu nguyện, hiến tế, cùng chúc phúc. Tại tế tự kết thúc, ánh trạng đông thắp sáng chân trời. Các võ sĩ tại hô to tiễn biệt thủ hộ thần sau đó, lại sùng kính tăng thêm A Huyết cùng xô Lót danh tự. Bọn hắn vì thắng lợi quan chỉ huy cùng thần phù hộ tế tự chúc phúc, dâng lên phát ra từ nội tâm kính phục cùng trung thành. Một tràng kịch chiến, một lần hiến tế, một phần nhân tâm, một điểm tương lai. Mexica nhân giữ vững bờ Nam tiếp xuống chính là dài dằng dặc dằng co. Chim dung dăng nhân đầu tiên là ở trên hạ lưu phân biệt vận ba bốn ngàn dân binh qua sông, tại hơn một trăm võ sĩ dẫn đầu hạ làm ra cúng phía sau xuyên sáp tư thái. A à huyết lại bất vi sở động, chỉ là tụ tập thuyền phong tỏa thượng hạ du đường sông. Không có ổn định đường tiếp tế địch nhân là không có chút nào uy hiếp lực, qua sông ba bốn ngàn dân binh rất nhanh sĩ khí hạ thấp, đội ngũ tán loạn. Quan chỉ huy chỉ là các phái 500 Mexica võ sĩ, đánh tan qua sông dân đoàn, tiêu diệt địch nhân võ sĩ hạch tâm, còn lại dân binh liền nhường bọn hắn tự sinh tự diệt. Mexica một vạn chủ lực võ sĩ từ đầu đến cuối tụ tập cùng một chỗ, dựa vào kiên cố doanh trại, chờ đợi Kim Dung Giang đại quân. Nhưng mà, Kim Dung Giang nhân tựa hồ lập tức đã mất đi quy mô tiến công dục vọng. Bọn hắn chỉ là tại bờ nam không ngừng xây dựng kiên cố thành lũy, tập kết càng nhiều thuyền song phương võ sĩ cách hạ tướng vọng, tế tự nghi thức không dứt, quan chỉ huy xa xa tương đối, lại duy trì lấy kỳ quái bình tĩnh. Tại hơn nửa tháng bên trong, Solot lại tiếp tục gian khổ võ sĩ huấn luyện. Võ sĩ thể phách không phải một sớm một chiều có thể dưỡng thành, kiên định ý chí cũng muốn tại mồ hôi cùng ma luyện trung tố tạo. Bơ tát cung tiễn kỹ thuật tiến bộ thần tốc, hắn có ném mâu nền tảng, lại là huấn luyện 30 năm võ sĩ. Bây giờ cách thiện xạ, cũng chỉ kém một khỏa không tìm được dương thụ. Thiếu niên cũng bắt đầu tập bắn tiễn nghệ. Tại cái này quân sự biến đổi thời đại, cho dù là lữ bố triệu vân tái thế, cũng không ngăn nổi súng mồi lửa cùng đại pháo, cung tiễn vẫn còn tính toán an toàn hữu lực. Thời gian còn lại, hắn một mực chú ý cua trường cung chế tạo. Lão thợ một cùng những cái khác công tượng một mực bị A Huyết mang theo bên người, trên danh nghĩa là thành trại kiến thiết công trình sư. Cái này hơn nửa tháng đến, trường cung vệ đội ngược lại là nhiều 20 thanh trường cung. Mà tới được buổi chiều, văn tự chỉnh lý lại có đột phá mới. Sô phát hiện, học tập chữ hán tùy tùng nhóm sẽ chủ động làm một chút bọn hắn trong sinh hoạt quen thuộc đồ án tiêu ký, trợ giúp lý giải cùng đánh dấu âm đọc. A Huýt cũng tràn đầy phấn khởi tham dự vào văn tự nghiên cứu giai đoạn thứ hai. Dựa vào hoàn chỉnh chữ hán thể hệ, dung nhập Mexica nhân manh nhà nguyên thủy đồ hình chữ, chỉnh lý ra đơn giản trợ âm trợ ý ký hiệu tới phụ trợ người bình thường học tập lý giải ký ức cùng phát âm dạng này đối với tế tự cùng đại quý tộc giai cấp bọn hắn có đầy đủ văn hóa nắm giữ hoàn chỉnh hán văn thể hệ mà đối với phổ thông võ sĩ cùng bình dân chỉ cần nắm giữ thường ngày văn tự cùng truyền thống ngôn ngữ là đủ solot nhìn một hồi cảm giác gì thường quen thuộc cái này không phải liền là người nhật bản hiragana katakana sao đồng dạng là bộ lạc thời đại tập được thiên triều văn tự, đồng dạng là bản tộc ngôn ngữ chú âm lý giải, cuối cùng cũng sẽ đi tới dung hợp hoa hạ văn hóa, phát triển tự thân văn minh tân sinh con đường. Mà tới được mưa bụi mông lung hoàng hôn, ánh nắng ẩn vào tầng mây. Thiếu niên liền sẽ đứng tại bờ sông Gò Cao, xem trường hạ mênh mông đi Tây Phương, chảy vào trong trí nhớ đại dương, xem sông Phương Thủy Sư tại trên sông Giao Thoa, như Mori nhân một dạng điển võ giao chiến, tiếp đó đây đó tản ra, vớt lạc thuyền dân binh, hồi doanh đi ăn cơm. Loại an tĩnh này đột nhiên xuất hiện, để xô lót có chút hoang mang. Hắn tìm tới A Huyết, hảo hữu đang dùng chữ hán cùng Mexica giảng chữ ghi chép lương thực tiêu hao, trong doanh địa hiện tại duy trì một tháng trở lên tồn lương. Tân một nhóm đội tàu ngay tại thủ đô tụ tập. A Huyết, đối diện Jin Dung văn Nhân đến tột cùng đang làm cái gì? Vì cái gì chỉ có tiếng công một lần? Bọn hắn rõ ràng còn có bảy vạn người thiếu niên không hiểu hỏi. Bởi vì bọn hắn tìm không thấy dễ dàng cơ hội thắng lợi. Hoặc là nói, chiến đấu chiến thắng giá quá lớn. A huyết mỉm cười, lộ ra đầy đủ tự tin. Thế nhưng là lần trước qua sông, bọn hắn là có cơ hội thủ thắng. Thiếu niên nghĩ nghĩ. Đương thời, bọn hắn nhóm đầu tiên trường thương binh cùng nhóm thứ hai lính đánh thuê đã kềm chế chúng ta 8.000 võ sĩ. Đợi thứ ba nhóm 5.000 võ sĩ qua sông, liền sẽ cùng chúng ta còn lại võ sĩ truyền đấu cùng một chỗ tiếp đó nhóm thứ tư năm ngàn võ sĩ có thể tiến công vừa tiêu diệt trường thương binh bốn cái mexica võ sĩ doanh nhóm thứ năm võ sĩ liền có thể chiếm thượng phong nhóm thứ sáu võ sĩ tự tuyệt đối có thể đặt vững thắng cục cái kia tại trường cung ném mâu cùng chiến cung dưới bọn hắn phải thương vong nhiều ít võ sĩ đâu quan chỉ huy cười hỏi lại huống hồ ta sẽ không cho phép nhóm thứ tư võ sĩ thuận lợi vận tới, thuyền sư đã chuẩn bị kỹ càng cùng địch nhân hoàn toàn giao chiến, ngăn chặn vận chuyển ít nhất ba khắc đồng hồ. Chờ chúng ta bên này ăn đi trường thương binh, ngăn chặn khuyển duệ, lại vây kín năm ngàn chim dung võ sĩ. Su Gu Vương tọa tự ngồi không vững. Cũng đúng, muốn đánh bại chúng ta ít nhất phải bỏ mình năm ngàn võ sĩ. Thiếu niên gật gật đầu, thủy quân cùng lục quân có thể phối hợp với nhau, phát huy ra hiệu quả lớn hơn. Nơi này thuyền sư rất mấu chốt, có thể tùy thời trở ngại địch nhân binh lực vận chuyển, để chúng ta chiếm cứ cục bộ binh lực ưu thế, tiếp đó ưu thế lục quân có thể dễ dàng tiêu diệt địch nhân. Vậy nếu như bọn hắn từ bỏ cái này bến đò, từ địa phương khác qua sông Bắc Thượng đâu? Thiếu niên lại hỏi. Chúng ta cái giờ này tự như một căn gai gỗ, cắm ở kim dung văn nhân eo bên trên năm ngày hành quân trong khoảng cách địa phương đều bị chúng ta mơ hồ khống chế bọn hắn lương đạo bị chúng ta thủy bộ hai quân đồng thời uy hiếp nếu như kim dung giang nhân không quan tâm bắt thường một khi lương đạo cắt đứt ô tô mi nhân cũng không có lương thực cứu bọn họ không có bổ cấp bộ đội không có chút nào chiến đấu lực có thể nói a Huyết kiên nhẫn giải thích cũng thừa cơ hội này giáo thụ xô lót cơ bản chiến thuật kỹ xảo cho nên bọn hắn nhất thiết phải nhổ chúng ta căn này gai gỗ nếu như bọn hắn thật nghĩ bắt thượng, nhất định phải ăn đi chúng ta cứ điểm. A à huyết gật gật đầu. Nếu bọn hắn tìm kiếm thời cơ, vụng trộm đem ba vạn võ sĩ đều vận qua sông tới. Chúng ta hẳn là đánh không lại. Thiếu niên nghiêm túc thôi diễn hạ Song phương thương vong, hắn tin tưởng toán học sẽ không lừa gạt mình. Ha ha. Nếu như bọn hắn thật có thể đem hết thảy võ sĩ đều vận qua sông, chính diện tác chiến chúng ta xác thực rất khó thắng lợi. A à huyết giảo hoạt cười một tiếng, khi đó, chúng ta tự toàn bộ ẩn nấp doanh trại tử thủ. Cái này doanh trại chính là vì thủ vững chuẩn bị. Nếu như chúng ta bị ba vạn võ sĩ bao vây, cái kia trong doanh địa lương thực chỉ có thể kiên trì một tháng. Thiếu niên không tên lo lắng đến. Nếu là Kim dung dân nhân ba vạn võ sĩ thật toàn bộ qua sông, bao vây doanh trại cứ điểm, vậy coi như không thể tốt hơn. A à huyết cười ha ha. Ngừng binh tại thành lũy dưới, phía sau là sông lớn, còn có địch nhân đội tàu trở ngại vận chuyển. Lúc này Tô Tét còn vây cái gì ô tô pan thành? Trực tiếp xuất quân xuôi nam, nội ngoại hợp kích, đội tàu trở ngại đường sông, chờ tiêu diệt cái này ba vạn diêm dung dăng võ sĩ, diêm dung dăng nhân liền muốn vong quốc. Quan chỉ huy cười rất vui vẻ, hắn chờ mong cái này tương lai. Thiếu niên minh bạch gật đầu. Nguyên lai, Dân dung dân người cũng không có chiến thắng chúng ta nắm chắc. Vậy bọn hắn tại sao muốn xuất binh đâu? Trong chiến tranh, ai có thể có nắm chắc nhất định chiến thắng đối thủ đâu? A à Huyết Thu cười, nghiêm túc chút. Bất quá là sơn hà tương chế, chiếm cứ tình thế, tiếp đó chờ đợi thời cơ. Cái gì là tình thế? Thiếu niên cái hiểu cái không hỏi. Tình thế. Đầu này lê man sông, cái này trong núi doanh trại, chính là tình thế dựa vào con sông này, địch nhân quân đội tự không cách nào cùng nhau tiến lên, phát huy số lượng ưu thế, còn muốn bị thuyền sư quấy nhiễu lương đạo vận chuyển. Dựa vào cái này sơn trại, chúng ta liền có thể thủ vững, dùng số ít quân đội đối kháng đại lượng quân đội, còn có thể phát huy đầy đủ cung tiễn lực lượng. Sơn Hà tình thế, chính là đề thăng quân đội của chúng ta, để phát huy ra càng lớn hiệu quả. Hạn chế địch nhân quân đội, để phát huy ra nhỏ hơn hiệu quả. A Huyết tự tin tổng kết nói. Không có trước thời hạn chiếm cứ cái này yếu địa, chính là Suangu sai lầm lớn nhất. Như vậy, Jin Dung Giang Nhân còn tại bờ nam làm cái gì đây? Thiếu niên suy tư chốc lát, linh quang lóe lên, tụ tập nhiều như vậy quân đội, tiêu hao nhiều như vậy lương thảo, tổng yếu có một cái mục đích. Nghe đến đó, quan chỉ huy con ngươi hơi hơi co rụt lại, từ gần nhất chiến đấu thắng lợi tự hào trung khôi phục lại. Hắn cổng qua tay, một bên dạo bước biên suy nghĩ diêm dung văn nhân hiện tại lưu tại nơi này chỉ có thể đưa đến một cái hiệu quả vậy chính là ngăn chặn chúng ta đội quân này a huyết vỗ tay lớn một cái rất có thể đây mới là bọn hắn nguyên bản mục đích qua sông nhất chiến hẳn là suang nhìn đến ta người bạn cũ này sau lâm thời khởi ý nhìn như vậy đến diêm dung văn nhân mặc dù không có chiếm cứ tình thế bọn hắn lại tại chờ đợi thời cơ thì ra là thế Thời cơ nào? Thiếu niên có chút hiếu kỳ. Chúng ta rất nhanh liền có thể biết. A à Huýt huyết con mắt bỗng nhiên biến thâm thúy, bởi vì ô tô pan thành kéo không được quá lâu. Thời gian đảo mắt liền đến tháng 8, mùa mưa nên đón nó nhiệt tình nhất thời tiết. Như trút nước mưa lớn ở trên trời hợp thành thô tuyến, tăng vọt nước sông bao phủ lúc trước bến đò, hai bên đại doanh tự triệt để bình tĩnh trở lại. Solot rất nhanh thói quen quy luật sinh hoạt. Huấn luyện, Học tập, dạy bảo, nghiên cứu, trầm tư. Hắn mỗi một ngày đều phong phú tràn ngập lực lượng, hắn cũng ngay tại trở thành người bên cạnh dựa vào. Tự tin và kiên nghị giàu dạt tại trên mặt hắn, giống như thiên mệnh cùng đấu chí thiêu đốt ở trong lòng. Một ngày này hoàng hôn, khi hắn lại lần nữa đứng tại gò cao bên trên, nhìn xem phương xa thuyền. Một chiếc tiểu thuyền độc mộc đột nhiên nhẹ nhàng linh hoạt tựa ở tân bến đò, trên thuyền xuống tới một cái quần áo mộc mạc. Khuôn mặt ôn hòa tuổi trẻ nam tử. Solot dụi dụi con mắt, kém chút cho là mình nhìn lầm. Acapul. Sao ngươi lại tới đây? Thiếu niên bước nhanh đến phía trước, ông chặt lấy cùng nhau lớn lên đồng bạn, mừng rỡ hỏi. Wow, một năm không thấy, Solot ngươi thay đổi hoàn toàn cái dạng, bây giờ nhìn đi lên đã có đoàn trưởng đại nhân phong thái rồi. Acapul khẽ cười nhang có chủng ôn nhuận như ngọc vị đạo. Ta lần này tới, là đại tế ti cùng vương để ước định lúc trước. Akapun có chút nghiêm túc nói, ta còn mang đến một cái cực kỳ trọng yếu tin tức. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 50 Mình ước Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 50 Mình ước hất lên giảng dị áo tơi, mang theo cỏ lau bệnh rộng mũ, Solot mang theo tính sự Acapul tại trong doanh trại ghé qua Hạt mưa lớn chừng hạt đậu đánh tại rộng lượng mũ ven bên trên Đồng đốc tiếng mưa rơi che đậy trong thiên địa tất cả tạp âm Tổ phụ cùng Ahuit là thế nào nhận biết? Thiếu niên có chút hiếu kỳ hỏi Tại hắn trí nhớ trước kia bên trong, đồng thời chưa nghe nói qua phương diện này tin tức Đại tế ti cùng Tenochiten vương thất khẳng định biết nhau Hắn cũng là từ Montemuma nhất thế thời đại đi tới vương thất lão nhân, năm đó có thể trở thành Teo Thoan Đại Tế Ti, không thể rời đi Montemuma nhất thế đại lực ủng hộ. Akapun ôn hòa giải thích. Bất quá đối với thủ đô vương thất đích lưu, Đại Tế Ti một mực trung lập vẫn duy trì một khoảng cách. Akapun khe khẽ thở dài, nhìn về phía thiếu niên trong mắt tràn đầy nhu hòa. Lần này ngươi bị quốc vương mang đi, Đại Tế Ti rất là có hai ngày ngủ không được ngon giấc sau đó hắn mới quyết định, bí mật cùng vương đệ liên hệ, đồng thời xin nhờ hắn giúp đỡ chiếu kháng ngươi. Sô lót có chút minh ngộ điểm đầu. Tại thành nhân thế giới, hết thảy thiện ý đều có lúc đầu nguồn gốc. Ban đầu ở ti dốc ngờ vực vô căn cứ dưới, tình cảnh của hắn một lần phi thường hung hiểm. Nếu như không phải A Huyết âm thầm giúp đỡ, chỉ sợ sớm đã là giữ nhiều lành ít. Hai người rất mau tới đến đại trướng. Nhìn đến thiếu niên cùng tín sử, Quan chỉ huy cười ha ha một tiếng, bước nhanh đến phía trước. Hắn nhiệt tình bắt lấy hai người cánh tay, hướng trong trướng kéo đi, hơi có chút quen không giữ lễ tiết cảm giác. Akapun bất đắc dĩ cười một tiếng, hiển nhiên cũng đã cùng A Huyết gặp qua nhiều lần. Hắn bỏ đi áo tơi vũ mũ, nghiêm túc hướng vương đệ được hành lễ tiết. Ba người lúc này mới tại trong đại trướng ngồi xếp bằng xuống. Rắn chắc vải bông ngăn cách gian ngoài mưa gió, mang cho người ta một loại tư mật ấm áp cùng an toàn trong doanh trại lửa trại tại trong chậu thang chập chờn sấy khô nước mưa trên người cũng tại ba người trên mặt ánh ra lúc sáng lúc tối quan mang trong doanh trướng nhất thời là không lời yên tĩnh qua thật lâu tự hồ là hoàn toàn bốc hơi nước mưa trên người acapul mới bình tĩnh nói đến a Huyết điện hạ ta trước khi lên đường thu được một cái khẩn cấp tin tức Talaka người đã tại liên minh đông bắc biên cảnh đại quy mô tụ tập bốn bang liên quân gần tám vạn đoán chừng có bốn vạn võ sĩ mexico đông bộ chư thành bang đều động viên chiêu mộ dân binh cùng võ sĩ vì tại nhất biên cảnh atotinico ban hướng liên minh khẩn cấp cầu viện khi ta tới gilópez thành hạ sáu cái quân đoàn đã có bốn cái vượt qua sang juan sông đều đi atotinico a à huyết sắc mặt bình tĩnh gật đầu hiển nhiên đã biết tin tức này atotinico là nhiều năm giao chiến biên cảnh nơi đó thành lũy đông đảo thành bang kiên cố, cũng không phải dễ dàng như vậy bị chiếm đóng. Talaka nhân chưa hẳn có thể thừa nhận công thành cự đại thương vong. Chỉ bất quá đông bộ các thành bang quân đoàn trưởng đã sớm tưởng muốn rút quân, mượn tin tức này, tại trong đại doanh một trận làm ầm ý, ti dốc vì vậy quyết định điều bốn cái quân đoàn đi qua, ngăn chặn đại gia miệng. Tuy là không tại Otopan vây thành đại doanh, nhưng là tổng sĩ quan tình báo đối đại doanh phát sinh sự tình rõ như lòng bàn tay chinh chiến đã có hơn một năm, các võ sĩ đều bức thiết tưởng muốn về nhà. Solot cũng điểm đầu đồng ý, hắn thường xuyên cùng phổ thông võ sĩ còn có tầng dưới chót nhất dân binh trò chuyện, biết đại gia đã đã mất đi chiến tranh nhiệt tình. Tại cái này gian khổ mùa mưa, cảm giác nhớ nhà tràn ngập tại quân đội Trung. Chỉ là nương tựa theo quan chỉ huy uy vọng cùng gần nhất thắng lợi, bộ đội mới duy trì lấy bình thường sĩ khí. Căn cứ vào chim dung dăng người cùng tờ nhân động viên. Akapun nghiêm túc nói, đại tế ti phán đoán, địch nhân của chúng ta đã liên hợp đến cùng một chỗ, chuẩn bị giải cứu ô tô mi nhân tổ địa, không cho bọn hắn bị liên minh triệt để chinh phục. Xô lót sắc mặt ngưng trọng. Năm nay cày bừa vụ xuân lúc, hắn đã từng tao ngộ một tràng tập kích. Trận này trong tập kích đã hiển lộ ô tô mi nhân, diêm dung dăng người cùng tờ nhân tam phương liên hợp dấu hiệu. Cho nên, đại tế ti cho rằng, tiếp xuống điểm mấu chốt là di lót tết thành hắn đã điều động trinh sát thời khắc chú ý tòa này ô tô mi nhân thành thị bởi vì chúng ta địch nhân không có khả năng quên vị trí này như vậy mấu chốt đồng thời còn bảo tồn 8.000 võ sĩ thành bang a huyết nhẹ nhàng vỗ tay tán thưởng hùng ưng ánh mắt luôn là tương đồng xa xôi mà thảo chuột sẽ chỉ nhìn trước mắt thực vật di lót thành bất quá là làm bộ khuất phục bọn hắn là dưới tảng đá đè ép trắng độc một khi đem thạch đầu đẩy ra tựu nhất định sẽ ra tới cắn người một ngụm nói như vậy di lót tét thành lúc nào cũng có thể phản loạn xô lót tò mò hỏi đừng lui bất ổn quốc vương kia hẳn là nhanh chóng rút quân a bị trước mắt thực vật dụ hoặc lấy thảo chuột là đuổi không đi ngoài trừ hồ liên nhào lên trong nháy mắt đó a huyết cười tủng tỉm nói hắn không che giấu nữa chính mình đối quốc vương khinh thường tô tét đã hướng ti dốc góp lời mấy lần quốc vương lại kiên trì không muốn lui binh, một lòng hy vọng lại vây thành ba tháng, đem Otopan thành công hãm. Hắn chỉ là nhiều lần thúc giục đô thành, phái ra tân một nhóm bộ đội, bổ khuyết di lót các thành hạ đại doanh. Quốc vương uy vọng đã tiêu hao không sai biệt lắm, đánh hạ Otopan thành trở thành tâm hắn lý ranh giới cuối cùng. A à Huyết nói xong quay đầu, nghiêm túc nhìn xem thiếu niên. Solot, ngươi nhớ kỹ ta đối với ngươi đã nói sao? ranh giới cuối cùng không thể làm trái, vậy thì biến thành nhược điểm, một cái vĩ đại kẻ thống trị không thể có nhược điểm. Bởi vì nhược điểm mang đến tử vong. Thiếu niên buộc miệng nói ra. Tử vong. Ti dốc tử vong. Trong lòng của hắn hoàn toàn minh ngộ, lại cảm thấy cảm thấy rùng mình. Akapun gật đầu một cái. Cảm tạ điện hạ đối Solot dạy bảo, hắn xác thực trưởng thành rất nhiều. Solot là cái rất xuất sắc thiếu niên, cũng là một cái rất tốt người thừa kế. A huyết cười cười, nhìn về phía thiếu niên trong mắt, mang theo hiếm thấy nhu hòa tình cảm, hắn là đệ tử của ta, cũng là bạn của ta. Ta ở trên người hắn nhìn đến rất nhiều chính mình đi qua vết tích, cũng nhìn đến tổ phụ Montemuma nhất thế ảnh tử. Hắn có thể trở thành một cái xuất sắc kẻ thống trị. A Capun cười cười, bỗng nhiên lại hướng A huyết đi cái phục địa đại lễ. Điện hạ, đại tế tiên nguyện ý cùng ngài kết minh dần lên tê ô thoan nhất hệ trung thành đến giúp đỡ ngài thực hiện kế hoạch lớn đại nghiệp nhưng chúng ta cũng hy vọng ngài có thể trở về báo một phần đủ để cho chúng ta an tâm thành ý thành ý a à, huyết suy nghĩ chốc lát si út đoàn trưởng công huân đủ để trở thành ba cấp vinh quang quý tộc chấp chưởng tê ô thoan thành xô có thể trở thành thủ đô đại thần miếu tổng tế tự ki chơi người thừa kế dạng này chờ hắn lớn lên liền có thể kiêm nhiệm tổng tế tự cùng đại tế ti chức vị, đem liên minh hai đại tế tự đoàn hợp hai làm một. Trừ cái đó ra, ta có thể từ vương thất trực thuộc 2.500 hecta chi nằm trung, thông qua 500 hecta cấp tiêu thoan nhất hệ. Cái này đủ để chống đỡ các ngươi tại thủ đô bồi dưỡng hai cái tân vinh quang quý tộc. Thiếu niên có chút giật mình. Một hecta chi nam có thể cung cấp nuôi dưỡng 20 người, 500 hecta chi nam tự mang ý nghĩa một vạn người thực ấp. Tenochtitlan hết thảy mới 9.000 hecta chi nam. Tại đất rộng của nhiều thiên triều, đây cũng là phong hầu đại ngộ, huống chi tổng nhân khẩu trước mắt 300 vạn AZ liên minh. Tạ ơn Điện Hạ khẳng khái, nhưng 500 hecta chi nam ban thưởng quá phong phú, chúng ta không dám thù lĩnh. Acapun nghiêm túc lắc đầu, lấy đi một phần năm vương thất thổ địa, liền sẽ trở thành mục tiêu công kích, đây là tương lai đường đến chỗ chết. Tiếp đó, hắn bỗng nhiên mang theo tia giảo hoặc ý cười. ngài nói qua, solot là của ngài học sinh, cũng là bằng hữu của ngài. không biết ngài có thế từng nghĩ tới tiến thêm một bước. ý của ngươi là, có thế tế tự không thể. a à huyết trên mặt một trận ngạc nhiên, thông minh như hắn, trong nháy mắt liền lĩnh ngộ hàm nghĩa trong đó. nếu như đại tế ti cùng ngài mưu đồ thực hiện, liền không có cái gì có thể hay không vấn đề. À a ôn hòa cười một tiếng lại hiển lộ ra mấy phần phong mang. Đại tế ti nghe nói ngài chính thê trưởng nữ năm nay 11 tuổi, dịu dàng thông minh, thanh lệ động lòng người, là trong hồ chi thành nhất trắng noãn hoa sen. Hắn cố ý khiển ta hướng ngài hỏi thăm. Không biết teo ô thoang phong điểu, có thể hay không may mắn rơi vào tê nô chi tên hoa sen phía trên, chờ đợi thánh khiết nở rộ. Nghiêm túc nói xong đoạn này lời nhắn, Acapul lại một lần đại lễ thăm viếng, chờ đợi quan chỉ huy hồi phục cái này. A huyết hiếm thấy có chút tay chân thất thố. Hắn cổng qua tay, đứng dậy tại trong doanh trướng đi mấy cái qua lại, trong lúc đó ánh mắt phức tạp nhìn xô lót mấy lần, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đưa tay sờ sờ xô lót mặt. Thiếu niên có chút mờ mịt, hắn còn không có kịp phản ứng. Ta khả ái Alisa còn nhỏ, còn không có cho phép người. Solot cũng đúng là cái không tệ hài tử. A huyết lại là thở dài một tiếng, hắn cuối cùng nhìn không được nắm tay siết chặt, hung hăng nắm thiếu niên gương mặt. Đau, 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 đau quá. Thiếu niên bị đau khẽ hô. Chờ lần này trở lại thủ đô, liền nhường Alisa cùng Solot đính hôn đi. Quan chỉ huy thu tay lại, trong lòng lúc này mới dễ chịu một chút, ngay sau đó biểu tình nghiêm túc hạ quyết định. Teo Thoan nhất hệ chính là ngài trung thành nhất minh hữu, tại Thái Dương thần chứng kiến dưới, vĩnh viễn sẽ không dao động mà địch nhân của ngài chính là địch nhân của chúng ta, vô luận hắn là ai. Akapun ngẩng đầu, đem nắm đấm đặt ở lồng ngực, đồng dạng nghiêm túc cao giọng phát thệ. Cái gì? Solot một mặt mộng bức, chấn kinh không nói gì. Hắn vuốt vuốt mình bị miết đỏ mặt, đau quá, không nằm mơ nha. Vừa rồi chính mình nghe được cái gì, tự đính hôn. Thiếu niên ngẩng đầu, nhìn về phía Akapun, đối phương vui mừng cười một tiếng hắn lại nhìn xem A Huyết, quan chỉ huy hung hăng một cái trừng mắt, ta mới 13 tuổi A. Thiếu niên cuối cùng ở trong lòng, phát ra không thể tin hò hét. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video.